Này ông này, làm cái gì đây? Làm gì mà âm thanh ánh sáng mãi chưa xong đấy? Xong ngay bây giờ đây, em yên tâm. Chuẩn chuẩn ngay, chuẩn ngay. Này, mấy cái cô này, làm gì đấy? Hôm nay cái mặt thôi mà trang điểm gì lâu đấy? Thôi anh xong rồi. Chị cứ bình tĩnh. Nhanh. Chị đợi trưởng ban đến thôi mà. Anh ơi, cao lên tí cho em nhé. Cao nữa, nữa. Rồi, chuẩn, chuẩn. Đá chừng cái. Giờ này rồi mà còn ngồi đây chè chén gì nữa. Mau xếp đội hình đi, không ông trưởng ban ông đến bây giờ. Vừa tối, ấm nước thì vừa pha cho một lâu mới tới. Từ từ nhá, một lâu mới tới. Đây, vừa nói xong ông mới đến rồi cái kia. Hượng hượng đá thì tí nữa tấu sau để làm việc với Trang Âm đã. Sao rồi ông tướng? Dạ. Hôm nay trên cả mong đợi bác ạ. Này. Dạ. Liệu có kêu to hơn cái đám ma nhà Hòn không? Ôi trời, bác yên tâm. Hôm nay em à, khán giả đinh tai như góc thủng màng nhĩ luôn. Em vừa trang bị con này 4000W đấy. Hôm nay nhá mà em tải nhạc sàn nhá, lũ kia dãy đành đạch. Tăng tăng tà răng tăng 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 tà răng tấu thử nó xem nào. Vâng, bác chờ em tí nhá. Tê lên tên hỏng hết chương trình của tao rồi. Cái gì đấy là tiếng cứu thương. Đây nước, nước đây. Đổ vào đi. Thôi bác đổ đi. Đổ đi còn gì nữa. Ôi trời. Đổ tiếp vào đi. Ôi trời, đổ tiếp nó giật. Em mà chết thì bác phải chịu trách nhiệm nhá. Ông chết thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đổ đi. Rồi, bác nhớ bác để đấy nhá. Lên không giật thì bác ạ. Bác ơi, bác ơi. May quá, em dập được cái cầu giao tầng rồi. Mày dập được cái cầu giao xong thì cháy khét lẹt cả chương trình của tao rồi. Hả? Trời ơi, khó khăn chồng chất khó khăn thế này chứ gì. Khó khăn thì ta khắc phục mà. Khắc phục khó khăn ạ. Khắc phục khó khăn này. Khó khăn khắc phục này. Khắc phục khó khăn à? Tao hỏi mày, âm ni và loa thì ướt như chuột nột như thế này. Hả? Có mấy quả pháo thì mày phụt hết rồi. Thế đến lúc mà chúng nó đăng quang thì tao lấy gì tao phụt? Hả? Bác yên tâm, bây giờ em sẽ mượn loa của bọn phường Bát Quan này. Bát Quan nào? Bát gì? Dạ. Bát Âm. Bát Âm. Úi rồi, cái còn cái pháo kia em mượn của bọn làm tổ chức đám cưới. Thôi mày đi luôn đi, mày đi ngay. À bác ơi, cho em xin tí kinh phí ạ. Bố mày nữa. Này. Bác ơi, có 200 thì chỉ được loa chép thôi, không có loa bát. Bác cho em 100 nữa để nhạc nó có đủ chép đủ bát thì nó mới sập sinh. À, dạ. Cả chép cả bát đi. Dạ, vâng. Nói nhiều. Còn ông nữa. Dạ. Ông không đi giao kem đâu mà còn đứng đếm gì. Bác ơi, em xẻ hết bà này xăng còn đi vào mắt này. Hôm qua tôi vừa đổ đầy oạc một bình nhá. Ông mới lượn có mấy vòng rồi làm sao bảo hết xăng được hả? Chỉ khổ quá, nhưng mà cái xe cái con la già nhà bác nó uống xăng như là tây uống bia ấy. Lúc đấy là em có tiết kiệm là không bật máy điều hòa. Này, em đi luôn đấy, đi luôn đi. Khó khăn chồng chất khó khăn thế này chứ nhỉ? Tắt đi ơi, xong chưa? Nhanh lên còn đi tổng duyệt văn nghệ đấy. Thái yêu chào đến giờ đấy à? Làm cái gì mà vội thế? Tôi đã dặn với ông sự rồi, bao giờ các bà ấy đến hết thì lượn qua gọi loa. Này, tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi mà tại sao bà không nghe lời tôi? Cái nhà này nó không có nóc à? Ông lội cũng thóc lúa buồn cười nhỉ? Thời đại bây giờ là nam nữ bình đẳng. Tôi đi thi hoa hậu chứ có ăn cắp ăn trộm gì đâu mà. Đúng rồi. Cái gì?
đi thi hoa hậu à? Hả? Bà cứ ra bà ướn nẹo với mấy cái thằng ban giám khảo là tôi không thích. Ôi giời ơi, ông Tích buồn cười thật đấy. Sao mà ông lại ghen tuông thế? Mà ông Sự nhà em ấy là cũng ở trong ban tổ chức đấy. Mà có ai đâu nhỉ? Toàn người xã mình, chỉ có mỗi hai cái bác và dâu quay nón ấy là ở trên huyện xuống dự thôi. Cái đấy, tôi nói là nói hai cái thằng đấy đấy. Ông Lợi Cú Thóc Lúa lại buồn cười. Hai nghi bác ấy là người đàng hoàng lịch sự. Cái gì? Đàng hoàng lịch sự cái gì? Cứ đến lân bả ra là tôi nhìn thấy hai cái thằng ấy nó cứ dán mắt vào, vuốt râu cười sằng sặc rồi quay ra nhau nói to nói nhỏ. Tôi là tôi không chịu được. Mà bà Sự. Dạ. Thằng Thóc đâu? Nó đi theo ông Sự nhà em để đi tuyên truyền quảng bá cho cái đêm chung kết thi hoa hậu quý bà đấy bác ạ. Thằng này hỏng. Mới đi đi. Ô, đến lượt ông mà. Ủa thế à? Ông xin lỗi. Thì gì tốt. Chiếu tướng hết cả. Ô. Ông hỏng rồi. Mày. Quê phương của cuộc thi hoa hậu quý bà sẽ thuộc về ai? Về ai? Mời bà con đến với đêm chung kết buổi tối. Hút 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 hút. Bà này, hết tổng cộng bao nhiêu rồi nhỉ? 3 lần 5 lít, tổng là 15 lít. Thế... thôi rồi, để mai đi thanh toán. Này, mỡ trèo miệng mèo không đớp người ta cũng cười cơ. Ông ngoại ơi, sao vừa đổ xăng lại hút ra? À, ông cho họ để họ chơi cái bật lửa ấy mà. Thế, đó, ông cháu mình đi tiếp nhé. Ngồi, ngồi, ngồi. Mời bà con một đêm duy nhất, một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Tại nhà văn hóa thôn Bàng Hoàng, một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Yêu cầu ông xuống xe. Có chuyện gì đấy? Đề nghị ông cho kiểm tra bằng lái và giấy tờ. Ông lại giở trò gì đấy? Ông có quyền được im lặng. Tất cả những lời nói của ông sẽ là bằng chứng để chống lại ông trước tòa. Ông phạm hai lỗi. Lỗi thứ nhất là lạng lách trên đường làng nhé. Lỗi thứ hai là ông xả rác lung tung ra địa bàn của xã. Này, ông đừng có bịa đặt nhá. Rác ở đâu ra mà xả? Cái loa của ông nó cứ ông ổng như thế kia. Đấy người ta gọi là loại rác. Đấy ông có biết gọi là rác gì không? Rác gì? Đấy người ta gọi là rác âm thanh nhá. Rác âm thanh. Đấy, đấy. Cái miệng ông mà nó vừa ngoạc ra như thế, nó cũng là một loại rác nhá. Lần này tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn tái phạm, tôi sẽ bấm nát cái bằng của ông ra, rõ chưa? Cầm thằng Thóc ra đây cho tôi. Khổ quá, đi cứ để đang đi ô tô với tôi. Này, con của tôi nhé, cháu của tôi nó là cành vàng lá ngọc, không bao giờ nó đi chơi với cái loại đổ rác như ông nhé. Cầm ra đây, vẫn chưa? Thôi cháu. Thóc thích đi ô tô với ông ngoại cơ. Thóc. Đấy. Con không được phép đi với loại xả rác. Nào, lại đây với ông. Con không thích chơi với ông nội đâu. Ôi chết rồi, ôi chết rồi, ôi chết rồi, ôi chết rồi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Thế là tổng phổ đấy, thế nào thế này? Rõ ràng hôm qua vừa biên tập lại rồi cơ mà. Thế là có cái dấu lặng ở đây. Được gạch bố đi. Rồi, bây giờ tất cả tập trung nghe tổng đạo diễn nói đây này. Nhá. Các cháu, nhớ nhá. Khi nào thấy ông trống đây này, ông ấy cắc cắc một cái là phải dãy điên cuồng. Hiểu chưa? Nhá, nào, cắc thử xem nào. Úi dồi ôi. Thằng chết dẫm này, mày phun cái gì ở mồm mày ra đấy hả? Thôi kệ lắm à.
thấy bộ thang ngầm mới quá, em bị nhầm. Ôi dồi ôi, mày mà nhầm như thế thì mày giết người à? Hả? Mày có biết là cái buổi lễ cực kỳ quan trọng, tao mời bao nhiêu quan khách, hả? Bao nhiêu nhà đầu tư mà người ta tài trợ cho đi, mày nhầm thế mày chết với tao. Tất cả tao trung vào. Nhắm mắt tôi cũng biết là các ông đánh sai nhá. Hai ông trống này ông cầm nhịp của người ta mà tao trong anh đã đành là các ông điếc. Nhưng mà cũng phải biết thẩm âm chứ. Chắc nhịp vào mà nhiệt tình lên. Muốn gì mà nó không có cái bên trong hả? Nó không có lửa. Muốn gì mà cứ lung quăng như là bò gậy thế hả? Mà lạ thật, cái vũ đoàn của cái thôn này mua một đứa không đều. Tập trung vào. Lại dàn hàng ngang ở đây. Tấu lại cho tôi từ cái chỗ điểm khúc ấy. Nào. Nhìn này này. Sự hâm 30 phút. Lại cái gì đây? Bác trưởng ban giải trí ơi. Làm sao? Dạ, báo cáo bác là cho em xin hết kinh phí. Lại xăng à? Xăng. Chi phí lớn như thế này, khó khăn chồng chất khó khăn, chết mới thôi. Làm sao mà bác chết? Vụ này bác ăn đủ ấy. Bao nhiêu nhà tài trợ để còn... Tài trợ nào? À thôi chết rồi. Đấy, nói đến tài trợ tôi mới nhớ. Đây rồi. Ông cầm cái này nhá. Vừa đi vừa đọc nhá. Rõ ràng rành mạch nhá. Tình cảm đanh thép hùng hồn quyết liệt nhá. Đấy đọc đi. Tình cảm đanh thép quyết liệt. Thế là thế nào hả bác? Trời ơi, đúng là khó khăn chồng chất khó khăn. Ông nghe tôi đọc thử đây này. Dạ vâng. Danh sách ủng hộ ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu quý bà thôn Bà Hoàng xin chân thành cảm ơn gia đình ông bà Trần Ngâm ủng hộ 30.000. Ông phải để ý nhá, gia đình bà Lê Thị Tý ủng hộ 30.000, gia đình anh Tị con bà Tý ủng hộ 20.000, doanh nghiệp tạp hóa Hoa Hồng 150.000, doanh nghiệp giải khát có đá Mỹ Tâm 170.000, anh Kiệt 20.000, chị Sĩ xóm 1 20.000, ông Lê Hồng Tươi 200.000. Hiểu chưa? Bác ơi, nghe giọng bác là em hiểu ngay. Có nghĩa là người nào tài trợ nhiều tiền đi thì đọc to, còn người ít tiền thì đọc nhỏ, thấy được không? Chứ còn sao nữa? Vâng. Thế mà thôi, đi luôn đi. Dạ vâng. Triển khai luôn đi. Nhá. Ê, bác giải trí ơi. Xăng. Ôi trời ơi. Khó khăn chồng chất khó khăn này chết. Này, đi luôn đi. Vẫn thế này. Tại nhà văn hóa thôn Bà Hoàng, một đêm duy nhất, một đêm duy nhất để tôn vinh vẻ đẹp của các quý bà chân âm tay bùn 2016. Quê hương của cuộc thi Hoa hậu quý bà sẽ thuộc về ai? Về ai? Mời bà con đến với đêm chung kết buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được khai màn vào 19:30. Ban tổ chức của chúng tôi sẽ tháo khoán, bao sân, ai đến trước, bao trước, ai đến sau, bao sau. Kính mời bà con.
sư bị tai nạn mà con ơi, nhanh lên, nhanh nhanh nhanh, nhanh lên cứu cứu đây, nhanh 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 nhanh. Ơi bà con ơi, tai nạn rồi, xe ông sư lao xuống hồ rồi bà con ơi. Ôi xe ông sư lao xuống hồ rồi bà con ơi. Chết đuối rồi. Thế này chắc là uống rượu nhiều quá mà. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, chúng mày đi biết cái gì, tránh ra để tao giải quyết. Sao? Ôi trời ơi, chắc ông này ông chắc là say rượu hay là mất lái gì đấy mà. Tất cả trật tự, trật tự thì người ta mới giải quyết được việc. Loạn lên. Thằng kia, mày còn đứng được ở đấy à? Nhảy xuống vớt ông lên đây cho tao, nhanh. Thì cháu đang đi tìm đường vào đấy. Kìa kìa, vào đi, chỗ vào. Cái loa kìa kìa. Xong rồi thọc tay xuống đấy, kiểm tra cho tao. Nhanh. Chỗ nào bác Tích? Kìa kìa, chỗ cái loa kìa kìa, loa vàng kìa kìa. Đấy, mày cùa xuống chỗ đấy. Chết nhanh lên chú cậu. Ai rồi? Ôi trời ơi. Sao thế? Ông ấy cắn mày à? Không phải, cháu dẫm vào cái mu gì nó đánh lửa bác Tích ạ. Ui giời ơi, cái thằng này đúng là. À đây rồi. Tao tìm thấy lão ấy rồi. Đây. Mày lật cho tao cái nắp này lên, nhanh. Cái nắp nào ạ? Cái nắp quan tài kia kìa, lật lên. Ơ kìa cái ông Tích này. Sao đây là cái nắp quan tài nhỉ? Im. Vớ vẩn nhỉ. Không nói như thế là làm sao mà cái lũ ngu này nó hiểu được là như thế nào. Mày lật lên cho tao. Cái nắp này đi bác Tích ơi. Đúng rồi. Lật lên. Mở đây cứu ông không có chết ông. Nhanh khẩn trương. Nào đấy. Cua đi, tìm đi, mò đi. Ông có thấy ông không? Không? Có thấy ông trong không? Trong này toàn bùn thôi. Toàn bùn. Ồ thì chỉ chuyện ông giúp đi đâu rồi? Thì không biết ông đi vào đâu rồi. Thôi được rồi. Bây giờ như thế này nhá. Mày làm nốt phát cuối cho tao. Mày chui vào trong bốn cái lỗ kia kìa. Mày lặn vào trong đấy, mày mò ông ấy vác lên đây cho tao. Nhanh. Cái lỗ nào ạ? Đấy, cái bốn cái lỗ kia kìa, trước mặt mày ấy. Đấy, đúng rồi. Rồi. Nhanh lên. Quả này chết rồi. Nào, tôi tìm đi. Lâu rồi, có khi là không chắc đã sống nổi đấy. Có thấy không? Không thấy gì cả, toàn bùn thôi bác Tích ơi. Ui giời ơi, làm thế nào bây giờ? Khổ quá, cứ thế thì không biết ở đâu. Hả? Lái xe cái kiểu gì không biết đấy. Ôi giời ơi, ông Sự ơi. Ông Sự ơi, ông Sự ơi. Sao mà tôi mà đi đâu? Tôi chết rồi, ông chưa? Này, bà khổ quá, tôi đi mà. Bà Sự ơi, bà cứ bình tĩnh, đây là ông Tích nhà tôi. Trời ơi, bác Tích ơi, bác Tích ơi, sao lời em lại ngon. Thôi được rồi, nào, đi ngay. Nào, nghe tôi nói đây, bà. Thôi, Âu nó cũng là cái số phận rồi. Thôi, bà về nhà bắc giạp đi thôi. Bà này, còn nước còn tát. Tôi sẽ tát cạn cái ao này để bưng bằng được ông ấy về cho bà. Nhớ. Rồi đừng khóc nữa. Cố gắng đi. Chuyện gì thế này hả? Hả? Chuyện gì thế này? Cái gì thế này? Ôi giời ơi. Cái rủi cái thằng cha vô tích sự. Nó đâu rồi? Tại sao lại đỗ xe của tao dưới này thế này? Thôi đi. Ê. Lão này đang. Nó đâu rồi? Gọi ông cái gì? Lão này đang ở dưới âm ty của tỷ cái kia. Ông xuống mà móc lên. Thế nào? Chính vì ông mà tôi đã mất đi một người bạn rượu. Và cũng chính vì ông mà tôi đã mất đi một người thông gia, ông có biết không? Mà cũng chính vì ông mà cái con mụ này nó đã mất đi một người chồng, người cha, một người ông ngoại lỗi lạc. Chính vì ông mà chính ông đã mất đi một thằng sai vật có trách nhiệm. Ông còn trách ai? Trời ơi. Sự ơi. Ôi nơi, ông Sự ơi. Thế có nghĩa là... Rồi. Khó khăn chồng chất khó khăn. Sư ơi, tôi xin chân thành chia buồn với gia đình ông bà. Tôi sẽ hoàn toàn có trách nhiệm với cái thảm họa này. Ôi trời ơi, ông Sư ơi, ông Sư ơi. Cái thằng này, người lớn người ta đang nói chuyện thì mày lại cứ chọc chọc cái gì vào lưng tao thế hả? Dạ, cái xăm ạ. Xăm cái gì? Mày cầm cái này đi, mày định đi giết người à? Không, à, cháu đi xăm mộ. Cái này là cái xăm mộ hả? Dạ. À, thế được rồi, mày đưa ra. Tốt quá. À, cái này tốt nhỉ. Đây này. Ngu ơi. Dạ, cháu đây. Mày ra đây bác bảo. Dạ.
Bây giờ thế này nhá, mày cầm cái này, mày đi xăm bốn chung quanh xe, lúc nào mà thấy nó đánh cái kịch một cái thì là trúng ông ấy, nhấc ông lên đây cho tao. Vâng. Cầm cái này. Rồi, thuấn đi. Thuấn đi, thuấn đi. Nhanh. Thuấn mạnh vào. Toàn kịch thôi bác Tích ạ. Hả? Toàn thích kịch à? Thôi được rồi, bây giờ như thế này nhá. Mày thuấn vào chỗ nào mà nghe thấy nó đánh cái thụp một phát thì là trúng đấy. Mày về thử đi tao xem nào. Ông mà lạ nhỉ, khó hiểu lắm. Lúc đầu nó như thế nào mà lão sự lão lại lao xuống nước được nhỉ? Háo tích. Thuộc về đạo diễn âm thanh Hải Anh. Có ai dám trả lời tôi đâu nào? Như vậy là đã chốt xong một món. Đây mới bắt đầu là phiên đấu giá chính thức của ngày hôm nay. Đó chính là Lada 2107 với giá khởi điểm là 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng. 2.500.000. Có ai trả giá cao hơn 2.500.000 không ạ? Nào, mời quý vị. Tôi giả 2.600.000. 2.600.000 đồng. Đúng rồi. 2.600.000 đồng. Nào, quý vị, có ai trả giá cao hơn không ạ? Nào, mời quý vị. Tôi giả 2.900.000 đồng. 2.900.000. Tuyệt vời, 2.900.000 đồng. Nào, mời quý vị, tất cả mọi người, 2.900.000 đồng. Tôi trả 5 triệu. Bà trả bao nhiêu? 5 triệu. Thật tuyệt vời, thưa quý bà. 5 triệu đồng, thưa quý vị. Nào, ai trả giá cao hơn không ạ? 5 triệu đồng, ai ạ? Thưa bà con, tôi giả 6.500.000. Ôi giời, lại càng tuyệt vời hơn, 6.500.000. Nào quý vị, có ai trả giá cao hơn 6.500.000 không? Tôi 7.400.000. Không còn gì tuyệt vời hơn. 7.400.000 đồng. Thật tuyệt vời thưa quý cô. 7.400.000 đồng. Nào quý vị, quý vị nhiệt tình lên. Có ai trả giá cao hơn không? Chắc không ai dám trả đâu. Có ai không ạ? Tôi trả 7.700.000 đồng. 7.700.000 đồng. Tuyệt vời. Thật là tuyệt vời. 7.700.000 đồng. Thưa quý vị. Nào ai trả giá? Ai trả giá cao hơn 7 triệu? 7.700.000 đồng. Thưa quý vị, ai ạ? Vậy thì 7.700.000 đồng lần thứ nhất, quý vị nhiệt tình lên. 7.700.000 đồng lần thứ hai. Nào, thưa quý vị. Được không cô em? Đủ quá. 7.700.000 đồng lần thứ. Tôi. Ông Tích. Tôi. Ông trả bao nhiêu? 10.000.000. Thật không thể tưởng tượng được. 50.000. Ông này cũng làm điểm lắm tiền đấy nhỉ. Chơi chưa? Nào, trong cái đám kia có thằng nào dám chơi với tao không? Hả? Xin lỗi, 10.000.000. Ông có sợ không? Hả? Nếu không sợ thì tôi đập thêm cho cả đống này vào mặt. Có sợ không? Có sợ không? Thôi. Sợ chưa? Thôi. Sợ rồi hả? Sợ rồi thì đưa cái đấy đây. Tránh nhá. Không nghe tâm dây với ông rồi. Tôi tuyên bố phiên đấu giá kết thúc một cách vật vã. Yêu cầu đám đông giải tán một cách tự giác. Giải tán. Nếu mà mày mua được thằng này đâu? Tịch. Cái gì? Làm sao? Cái này thế nào? Biết rồi. Chỗ này có 2.050.000. Thế nhưng mà giá
trật tự. 8 triệu ngày kia giả nốt nhé, tiền đang để cho ngân hàng, nhớ chưa? Ngày kia gì? Rồi, ngày kia không sao. Này, nhưng mà tôi hỏi thật nhé. Sao? Ông vác cái của nợ này về nhà làm gì? Tôi có hai kịch bản với cái đống phế liệu này. Thứ nhất là để làm kỷ niệm cho nó vật vã nhé. Thứ hai là để cho hai thằng cháu nhà tôi nó chơi trốn tìm nhé. Giữ nguyên hiện trạng, ship về nhà cho tôi, nhớ chưa? Yên tâm, cái đó yên tâm này, nhưng mà nhớ ngày kia đấy nhá. Cái đấy thì còn tùy, vâng. Nhá. Thế là thế nào? Mẹ thằng cha này quái thật ý. Này, ngày nào cũng mút mà sao lại lắm mùn thế này nhỉ? Ôi dồi ôi, ông ơi, này, có cả cá không ạ? Mà lạ thật đấy, sao mà cá nó vào trong bụng mà vẫn sống được là thế nào nhỉ? Ươm bầy lâu này bà cho tôi tẩm bổ tôi như thế. Làm gì mà nó chả sống, sống tốt. Này tôi bảo đây, hay là bây giờ này nhá, ông nuốt mấy con cá này vào trong bụng đi, nuôi cho nó lớn xong rồi đến khi nào nó lớn thì mình đánh bắt một mẻ luôn cả thể nhỉ? Ôi, bà không phải lo, trong bụng tôi còn một đàn nữa đây này. Thế à? Úi giời, tôi xem nào. Nó bơi lội trong cái buồn hết cả rốn. Ôi trời ơi, xin nào thế cái gì? Khổ quá, đã bị tai biến đi bộ còn không vững thì còn bày đặt đi xe nữa, gớm nữa. Mà vào quán người ta ngã thì làm sao, nó phải có bài, có bản, có mảng, có miếng, nó ngã nó phải quyết liệt như là cái lão sự ấy. Này không còn cái răng nào, thế thì hàng hóa hay nhỉ? Hay ho cái gì, chít là ma rồi. Này, tôi nói cho ông biết nhé, người ta ngã ấy, mà ngã ra tiền ra bạc nhá. Chứ cái ngã như ông thì chỉ tổ đau đầu gối thôi nhá. Thôi, bây giờ Giang hỏi ông sự về kỹ thuật ngã như thế nào. Đấy, bây giờ trưởng ban giải trí coi như là tài trợ tiền cháo hết đời luôn. Đúng. Nhưng mà hay ho gì, ung thư dạ dày rồi đấy. Bà vợ à, ngày nào cũng phải luôn ống vào người như thế này, hút dịch ra, khiếp lắm bà. Bà, riêng cái chuyện này bà làm sao mà hiểu bằng tôi được. Tôi nhá, là tôi nắm từ đầu đến cuối cái vụ này nhá. Lão trưởng ban giải trí bây giờ coi như là chu cấp toàn bộ, chữa bao giờ đến ông sự khỏi thôi nhá. Tiền bạc không thành vấn đề. Đấy, người ta ngã như thế mới xứng đồng tiền bát gạo chứ, ngã như ông vứt nhá. Tóm lại, ở bên nhà ông trưởng ban giải trí còn mấy cái xe đấy, ông sang đấy mà mượn. Nhà tôi thiếu cái xe, việc gì tôi phải mượn. Ôi, mượn để ngã mà làm giàu chứ, dốt thế ông biết. À đây rồi, may quá, có bà ấm ở nhà đây rồi. Trưởng ban giải trí này. Bác trưởng ban giải trí đi rồi. Thế bao giờ các bác khôi phục lại cái chung kết thi hoa hậu đây? Cứ đẹp sốt ruột quá. Thôi bỏ rồi. Sao lại bỏ ạ? Bây giờ là chúng tôi đã thống nhất là chấm thi nguội. Thi nguội là thế nào ạ? Tức là chấm không cần thí sinh, chấm qua hình ảnh. Úi giời ơi, cái sáng kiến đi quá hay, quá vật vã. Làm như thế cho mấy cái con mụ này nó đỡ phải ướn a ướn nẹo, nhìn ngứa mắt lắm. Đúng mà rồi. Lại tiết kiệm. Vật vã quá. Thế bác cho em hỏi, em có được cái giải gì không? Bà không được giải, chúng tôi đây là làm vong à? Thế là em được giải ạ? Trời ơi, ông lội thóc lúa thấy chưa? Bây giờ là chồng của hậu sướng không? Sướng cái gì? Hoa hậu mới chở hoa hoè, hoa sói gì kia. Ướn a ướn nẹo chỉ tổ cho mấy cái thằng dâu quai nón ở trên huyện này nó giỏm ngó thì chạy họ cái gì. Ông lội thóc lúa buồn cười. Nào thôi thôi, bà đứng ra đây thì chúng tôi tiến hành trao giải luôn đây. Giải gì đấy? Cái gì thế này? Bằng... Sao lại là Á Hậu 1? Bà được Á Hậu 1 thì trao bà Á Hậu 1 chứ sao? Thế tôi tưởng tôi là Hoa Hậu chứ. Ôi dồi, thế Hoa Hậu là đứa nào? Đứa nào? Lý Nhà Sự. Ôi thế con mẹ lại được à? Này tôi nói nhá là tôi không phục nhá. Tôi phải được là Hoa Hậu nhá. Cái này tôi không nhận, tôi không nhận tôi là Á Hậu. Tôi sẽ đi kiện nhá, tôi sẽ kiện đến khủng nhá. Tôi kiện. Hai cái con mụ này buồn cười thật đấy nhỉ. Người ta cho cái giải gì thì mình nhận cái giải chứ sao lại bật tanh tách như là thế nào hả? Sao nữa? Ông, thế tại sao vợ tôi nó xinh như thế mà nó lại chỉ được Á Hậu, mà trong khi cái con mẹ kia nó như thế mà nó lại được Hoa Hậu là tại sao? Này, ông trả lời tôi đi. Ông cứ bỏ cái sàng xuống. Đi bỏ rồi. Tôi nói cho ông biết nhé, mụ vợ ông ấy mà được là Á Hậu 1 ấy là chúng tôi đã cân nhắc kỹ và có tí nâng đỡ rồi đấy. Chứ còn nếu mà chiểu theo cái tiêu chuẩn 1900 3721 3824 ấy mà, này chỉ được ăn con khuyến khích thôi nhá. Này, thế Á Hậu 1 này nó
được bao nhiêu tiền? Nếu như mà chiều theo cái sàn mà 141 với lại cả 113 ấy thì là được 1 triệu. Ừ. Mà chiều theo cái sàn mà 911 với lại cả 115 ấy thì được 1,5 triệu. Triệu rưỡi cơ? Triệu rưỡi. Ui giời ơi, 1,5 triệu thì nó vật vã quá, rõ ràng 1,5 triệu nó phải hơn 1 triệu chứ đúng không? Ông này, hay là thế này luôn nhá. Ông trao giải cho tôi. Sao? Tôi nhận thay vợ tôi, được không? Nhưng mà tức là nhận thay thì tôi nhận luôn. Ừ. Thằng nào? Trời luôn nhá. Xin lỗi. Nào, chơi luôn nhá. Luôn. Buồn nhá. Đấy, bình tĩnh. Nặng cái cục tăng giờ. Mặt tươi lên, mặt tươi. Ơi, chạy máy. Máy chạy. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi được vinh dự tuyên bố Á hậu 1 chính là bà Lê Thị Kim Ấm. Happy birthday, happy new year, happy Christmas, happy. Thôi, cắt. Ây giời ơi, làm gì mà phấn khích thế, cứ như thằng tăng động ấy. Mình hạnh phúc quá. Và đây, phần thưởng của quý bà. Bao tiền đây? 1,5 triệu ạ. Có chính xác không đấy? Ừ, hay thật kìa ông này. Ông khề đi. Thôi, trông mặt ông khó tin lắm. Này cái này thằng kia đừng có quay đấy nhá. Đủ 3 tờ rồi. Cảm ơn. Quá. Này. Ôi trời ơi. Này. Hả? Thế nhưng mà cái ngày kia của ông sao dai thế? Mấy cái ngày kia rồi đấy? Ngày kia nào? Cái ngày kia nào? À. quên nhiều việc quá, quên vớ vẩn. Tiền tao vứt để trong gầm giường cái gì à? Thiếu cái gì cái đợi đây tao vào lấy ra thì giả luôn, có cái gì mà phải căng thẳng thế? À đây rồi. Có luôn đây rồi. Thế cái công nợ cái đơn thuốc của ông Sự ấy, ông nợ là bao nhiêu? 7,5 triệu. 7,5 triệu hả? Thôi được rồi. Đây. Ông cầm luôn đến 500, thế là tròn 8 triệu nhá. Thế là xong nhá. Còn cái tiền thuốc của ông Sự ấy, tôi tự giả, được chưa? Nhá. Thôi, mấy anh em đi trao giải cho mấy cái giải khuyến khích cho nó vật vã. Đi. Toàn khó khăn, chồng chất khó khăn thế này. Đi, còn bao nhiêu việc? Đấy. Mặt mày ham lắm. Nào, đi. Không hiểu sao cái thằng trưởng ban giải trí này nó tổ chức có mỗi một cái cuộc thi hoa hậu quý bà mà nó kiếm vài chục triệu. Mà tại sao nhỉ? Tại sao nhỉ? Tại sao hả Tích? Tại sao mình lại không tổ chức một cuộc hoa hậu mở rộng cho nó vật vã hả Tích? Quá hay. Ok, mà này, Thọc Lúa ơi, chạy đâu rồi để quên hết đồ chơi đây này? Ô, cái gì đấy này? Hay nhỉ? Siêu xe. Cô 200,000 cô ơi. Đây, cô gửi tiền nhá. Vâng, cảm ơn nhá. Vâng, rồi rồi, về nhá. Vâng. Ôi trời ơi, con kia. Ê, đừng lại. Đừng lại. Dạ, bố con nhau này, vừa mới sáng thì dạng đuổi nhau đánh nhau là thế nào biết hả? Cứu con với. Cứu cái gì? Mày chạy thoải mái đi. Ông ấy bị tai biến, mày cứ chạy thêm mấy vòng nữa đi. Ông ấy tuột hết đáp, không một người còn mắt. Chạy đi. Còn chưa? Nhanh lên. Ai rồi? Ai rồi? Ông bị thở hơi sao ông đánh tôi thế hả? Ai bảo bà bao che cho tội phạm? Tội phạm cái gì? Tôi hỏi ông, nó ăn cắp ăn trộm cái gì mà ông gọi nó là tội phạm hả? Bà cho tôi cốc nước, khát nước quá. Trời ơi, mà sao chưa sáng ngày ra đã bố con đã đuổi nhau đánh nhau quyết liệt như thế là như thế nào? Bà tính, nhà tôi có thiếu tiền gì đâu. Bà nhìn nó ăn mặc kìa, quần thì chẳng ra quần, áo thì chẳng ra áo, mặc cái quần vào. Ui giời. Đây ấy, có quần áo hàng hiệu của người yêu con mua cho đấy. Tập trung vào học, không có đi thi nham sắc nham chiếc gì hết. Dạ. Ông ấy là ông cấm tiệt. Ơ, này, cái con này cũng đi thi người đẹp đấy à? Vâng ạ, có được cái giải rút gì không? Nó rút vào top 20 rồi, thế mới khổ chứ gì. Ô hay, làm sao mà khổ? Tôi nói cho ông biết nhé, bây giờ làm cái nghề người mẫu người đẹp bị là hốt bạc đấy ông ạ. À.
có biết không? Chỉ cần đi lại ăn chơi bét nhè ra vẫn có mang tiền về, hiểu chưa? Nhá, mà thậm chí con này nó xinh đẹp, chỉ bán cái danh hão của nó thôi là cũng có 1-2 nghìn đô mang về đấy. Ui dào, hão? Hão cái gì? Ô, thế không thấy bà Tích với bà Sự đấy à? Vừa mới đoạt danh hiệu người đẹp một cái, đi ăn đi uống suốt ngày quần quật như thế mà tối về vẫn cứ mỗi người cái phong bì 50. Sướng không? Ui, thế mà bố cháu cứ cấm vì chả đoán. Ừ. Tại sao cái làng này lại nảy nòi ra cái giống đi thi nham, thi sách, thi hoa khôi, thi hoa hậu, rồi thi này thi nọ. Thôi thì tao cứ mặc xác mày. Đấy, thế là thằng bố mày thích hoa hậu rồi đấy. Tóm lại, con lại cởi cái quần ra cho nó mát nhá. Cởi cô? Ờ, con cởi luôn nhá. Đúng. Nào, chúc mừng ông không bao giờ mọc được răng nữa. Uống đi cho nó vật vã. Ông đừng có mà chúc đều ấy. Tôi đang uống thuốc mọc răng ở nhà ấy. Ôi cái ông này, mọc răng thì lấy đâu ra tiền để mà anh em mình nhậu nhẹt như thế này. Ông cứ phải móm cho tôi nhá, thì tôi mới bắt cái thằng trưởng ban giải trí của xã nó phải phụng dưỡng ông suốt đời nhé. Đây ông nhìn đi, tôi đã kê một loạt đơn thuốc đây rồi, bà Sự bảo về đưa cho bà ấy sang bắt nó thanh toán. Đùa với tôi. Mình lấy nhiều tiền của nó quá, ngại chết. Làm sao mà ông phải ngại? Nó có hai đứa con gái xuất đi nước ngoài, tiền nó đầy, cái gì mà phải ngại. Uống đi. Ui giời. Ôi giời, ui giời. Ui giời. Ôi giời ơi, đỡ hổ cái nào. Đấy, lại rượu chè rồi, lại rượu chè rồi, khổ lắm đấy. Cơ. Lại nhậu nhẹt thôi. Ông đâu bệnh tật, ông không phải hầu hạ đứa nào nhé. Ôi giời, ôi giời ơi. Đẹp mặt chưa? Đẹp mặt chưa? Đẹp mặt nhé. Đấy, đấy, ông nhìn đi. Ông đã thấy là bây giờ làm chồng hoa hậu nó nhục chưa? Tôi cũng đang nhục dần đấy. Ừ. Bảo Tích này, liệu bây giờ tôi muốn trả lại cái vương miện hoa hậu có được không? Ông trả luôn đi cho nó vật vã. Tôi tính rồi mà, sắp tới tôi sẽ tổ chức một cuộc thi hoa hậu, mình tự tổ chức lấy. Ông có biết không, cái mốt tổ chức hoa hậu bây giờ lợi nhuận khủng lắm. Ông có biết cái vụ vừa rồi mà cái thằng trưởng ban giải trí không? Nó làm cái vụ ấy, nó xúc kỵ đấy. Đùa đâu. Nhưng mà nó có vốn, anh em mình lấy tiền đâu? Tôi thiếu gì vốn. Này, đừng thấy vua ăn mặc giản dị mà coi thường nhé. Không phải lo nhé. Thế có nghĩa là anh em mình sẽ là bầu xô hoa hậu phải không? Bầu xô là bầu xô thế nào? Tôi với ông phải trở thành những ông chùm trong lĩnh vực hoa hậu, và tiến tới anh em mình phải trở thành những ông chùm trong lĩnh vực hoa hậu của toàn cầu này. Nó sẽ kéo dài từ khu vực Ban Căng, kéo dài ra khu vực Đông Nam bán cầu Tây và kết thúc ở Bắc Cực. Ông thấy có kinh hoàng không? Nhưng mà này, không hiểu tại sao tôi lại nghĩ được ra một cái ý tưởng mà nó lại khủng khiếp vật vã đến như thế. Phải công nhận là tôi phục tôi thật đi Tích ạ. Này, ông có thể phục tôi không? Phục phục. Nhưng mà ông Tích này, tôi nghe thấy người ta bảo là hình như tổ nghề hoa hậu là ở cái khu vực này đấy. Cụ bà chính ở làng mình. Ông ạ, này, tôi đã thai nghén cái ý tưởng này từ rất lâu rồi. Tôi với ông phải khôi phục lại cái làng nghề hoa hậu, chứ để thất truyền đi là mình có lỗi với tổ tiên đấy ông ạ. Đúng rồi, nghe ông nói khôi phục lại cái làng nghề mà tôi dạo rực hết cả người lên đây, khỏe ra rồi đấy. Ông biết không, sắp tới nhá, tôi sẽ tổ chức một cái cuộc thi đấu hoa hậu mở rộng, không chỉ gái ở vùng này đâu, toàn bộ các tỉnh phía Bắc, phía Nam, miền Trung, các em nó tíu ta tíu tít díu ra díu dít thì ông chỉ có mà rực rỡ thôi, ông hiểu không? Người cả người. Này, đi ăn cỗ là có mấy miếng giò thừa mang về cho heo uống rượu đi này. Hay, may quá tôi thì không ăn được lạc. Bỏ xuống nhá. Sắp tới tôi với ông sẽ trở thành những ông chùm trong lĩnh vực hoa hậu.
thì dù có chết đói cũng không bỏ những cái thứ hèn hạ này vào mồm nhá. Nó làm hỏng cái mồm sang trọng của anh em mình đi. Đây, mang vứt cho lợn, khẩn trương. Từ từ để tôi làm được đã. Đây, bỏ xuống. Thôi ngay đi nhá. Đã say đây. Chưa? Say là say thế nào? Tôi nói cho cái bà Hoa hậu say với bà Á hậu một biết nhá. Kể từ ngày hôm nay nhá, tao và thằng này sẽ trở thành hai ông chùm trong lĩnh vực hoa hậu toàn cầu nhá. Chúng tao sẽ thâu tóm toàn bộ cái thế giới này, tất cả gái đẹp ở trong tay bọn tôi nhá. Tôi khuyến cáo các bà, tôi hoan nghênh các bà trở về đúng với chức phận của mình nhá, là vào trong bếp, nhớ chưa nhá. Đừng có đùa với tao nhá. Vớ vẩn mấy thằng cha trên huyện ấy tuổi gì. Trời ơi, thế thì kinh rồi. Thế thế thì định bao giờ mình triển khai? Luôn và ngay cho nó nóng. Đây. Danh sách những nhà hảo tâm và những nhà tài trợ tôi đã có sẵn ở trong này rồi. Chỉ ngày một, ngày hai nữa tôi sẽ bế một em siêu xe xuất xứ ở Xô Viết là anh em mình cho triển khai luôn cho nó vật vã. Uống uống. Ai bên nông gà, nông vịt, ô tô, xe tăng, máy bay, tàu vũ trụ, vũ hỏng bán đi. Ai nông gà, nông vịt, ô tô, xe tăng, máy bay, tàu vũ trụ, vũ hỏng bán nào. Ông thấy con xe của tôi nó có vật vã không? Vật vã. Có em không? Thích không? Thích à? Thích thì thích à? Đề nghị ba mẹ con nhà Châu tạt vào lề đường bên trái để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Này ông ơi, hình như ba mẹ con nhà này nó không hiểu tiếng người ông ạ. Thương bật còi hủ lên đi. U wà u wà u wà u wà u wà. Ai nông gà nông vịt ô tô xe tăng máy bay tàu hỏng bán đi. Ai nông gà nông vịt ô tô. Cô đưa ngã được đúng không? Quà nông vịt ô tô xe tăng máy bay tàu vũ trụ cũ hỏng bán nào. Đừng, đứng lại, ông chạy đâu đấy? Ai cho bỏ cho đi ạ, quay lại đây ngay. Chạy rồi, quay rồi. Ôi ôi, sao không? Tôi buồn rồi. Đi ra đây. Rồi bỏ tay ra nào. Ôi trời ơi. Thế nào? Đỡ chưa? Mở mắt ra xem nào. Mở ra. Nhìn thấy gì chưa? Nhìn thấy quê hương rồi. Thế là yên tâm rồi. Tích. Quá cực. Hả? Siêu xe cái kiểu gì vừa nhập về mà bao nhiêu sự cố đấy. Đây là cái siêu xe nó phải chạy đến 80 vạn thì nó mới bóc té. Ông hiểu không? Đang chạy rốt đa. Mà ông đào được cái hố ở sau xe lúc nào giỏi thế mà để định nuôi con gì đấy? Vẫn nuôi con gì? Nuôi con sự ấy. Đây là bể bơi lộ thiên,
nhé. Chỉ có siêu xe trên thế giới thì mới có thôi. Mà tôi nói cho biết nhé, thế giới bây giờ con siêu xe này chỉ có hai con, một con 8 sao và một con 9 sao. Con 8 sao Tổng thống Mỹ đang đi, còn con 9 sao chính nó là con này. Ba 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 ơi, ông thua tôi rồi. Phải công nhận được quách xà lách. Lên xe, ăn chơi nó phải vật vã. Lên. Ông ơi, thế bây giờ mình đi đâu hả ông? Đi tìm chất liệu làm hoa hồng. Lúc tôi phổ biến thì ông cắm mặt vào gái, chả chịu nghe gì cả. À này, thế vừa nãy tôi thấy ông bỏ cái đắp bể bơi đi ạ? Bỏ nó bỏ thế nào? Ở đằng sau kìa. Ông mà tôi chết rồi. Ông tôi chết rồi. Ông có đâu ấy nhỉ? Tôi tưởng ông vứt đi. Ông nhìn thấy à? Ừ. Úi giời ông. Ông đúng là cái thằng ngu thứ nhì cái thế giới này. Thế còn thằng thứ nhất nó đâu? Ông bỏ cái tay ra. Thằng thứ nhất nó chết rồi. Ơ vẩn thật thì... Này, thằng kia. Này, thằng cấp, ai cho mày cướp cái này của tao? Em thấy vắt ở đây, em nhặt về định lập cái chuồng gà. Vớ vẩn, gà mày vàng 4 số 9 mà mày dám lập bằng cái này. Mày có biết cái này nó bao tiền không? Hả? Bán cả nhà mày đi, không giả được. Vớ vẩn, chạy nhá. Này, thế là tích cái bạn tao nó hiền đấy nhá. Phải tao nó vả nó vỡ bổn. Không ạ, đéo ấy. Mất dậy. Mày nhìn lại mặt hàng đi, nhá. Đùa với tao. Mất dạy. Người ta nhặt được, không bắt chuộc thì thôi, còn mắng người ta là mất dạy. Ơi, đừng có đi đâu. Sao phải? Chị em đừng có đi đâu. Tao đi làm đây. Đừng đừng đừng. Thôi trời đẹp quá nhờ. Tao thấy bình thường thôi. Ôi, đề nghị xe chở thức ăn gia súc tạt vào lề đường bên trái. Phải. À, tạt vào lề đường bên trái để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Đề nghị dạt ra. Thank you. Tiên sư bố, sao cái vùng này có cái con gà trông nó lại vật vã như thế nhỉ? Em ơi, đi thi hoa hậu không em ơi? Hoa hậu đi thi không em? Thi hoa hậu không? Thi hoa hậu không nào? Này, ông đi giao thu mua sắt vụn đi à? Thi hoa hậu không? Thi hoa hậu mở rộng không nào? Hết vé thôi. Thi hoa hậu không nào? Chào em, trông vật vã quá. Chủ tịch ơi, phải công nhận mặt cô này đẹp thật, không hề có tí hóa chất nào. Các anh hỏi ai ạ? Bọn anh hỏi em đấy. Giới thiệu với em, bọn anh đang đi tuyển trạch các cô gái để chuẩn bị cho cuộc thi đấu hoa hậu mở rộng giải nhất lên tới hàng nghìn tỷ đồng đấy. Này, có cái gì mà âm ý thế hả chúng mày? Dạ, chúng cháu chào bác ạ. Chào đi. Dạ, cháu chào bác ạ. Anh chào dạ, hai cháu. Kính thưa bác, chả là thế này ạ. Bọn cháu ở bên dự án hôm nay đến đây để tuyển gái ạ. Hả? Anh nói cái gì đấy? Cháu nhầm. Dạ, cháu xin lỗi. Bọn cháu đến đây để tuyển các cô gái chuẩn bị cho giải thi đấu hoa hậu mở rộng giải nhất lên đến hàng nghìn tỷ đồng đấy. Vâng. Còn giải khuyến khích và các giải phụ khác phải lên đến trăm nghìn tỷ.
Hơi quá đấy. Thế có gì này nữa? Nghìn tỷ hả? Dạ vâng ạ. Mời hai anh nghìn tỷ vào nhà ăn miếng nước. Dạ vâng ạ. Thì bọn anh đang chờ người đẹp để cắt linh, rồi sàng lọc những đối tượng hoa hậu, rồi thi luôn. Này, thích chưa? Thích chưa? Thích ạ. Thích à? Thích thì mời vào nhà uống nước. À, đi đi luôn. Đi vào đây. À. Xin phép các anh. Rồi. À bác này. Bác ơi, bác cho cháu hỏi là ở đây có trộm cắp gì không ạ? Yên tâm. Dân ở đây lành lắm, dạ. Không có trộm cắp gì đâu. Ừ, thế chỉ có cướp ô tô thì tuần xảy ra vài vụ thôi. Hả? Ôi giời. Này, chắc. Bà Sư ơi! Bà Sư! Bác Tích đây à? Ôi. Con chào Mai à. Chào con, vào nhà đi con, vào cho đỡ nắng nhá. Ôi giời ơi, gớm, bác đi dự sự kiện hay sao mà ăn diện thế? Sự kiện cái gì đâu? Đi thăm cái đứa cháu nó đẻ. Ông Tích bây giờ ông cấm tiệt không cho ăn cỗ nữa rồi. Ôi giời, kinh sách của bác. Ôi giời ơi, hiện đại có khác, khó thế nhở. Ôi giời ơi, hôm nọ trốn đi dự cái sự kiện khai trương lò mổ đấy. Ông Tích không có biết được, ông ấy chửi quá cơ. Ôi giời ơi, lắm. Ông Tích ông ấy làm căng thế mà bác vẫn trốn được á? Tại cái thằng cha trưởng ban giải trí ấy. Ờ. Nó cứ gạ, cứ mà nể quá cơ. Thế à? Nhưng mà này nhá, đợt này á là phong bì lên rồi. Lên rồi hả bác? Thế bao nhiêu? 70.000. 70.000 á? Lúc về nhá còn lót tay một bộ sản phẩm Thalaka. Ồ. Đây này. Tiếc nhỉ. Hôm nọ ấy, cái lão trưởng ban đấy lão cũng gạ em đấy. Thế à? Thế nhưng mà em ngại lão sự nhà em lắm, chả dám đi bác ạ. Đây này. Này bác ơi, bác còn ông để lại cho em hai bộ này, em dùng hết rồi. Thì đây, cô dùng luôn bộ này đi. Em xin bác. Mà này, em nghe thấy bà con người ta nói là cái siêu xe của bác Tích ấy mà là phải mua mất mấy trăm triệu đấy à? Cái đại lý siêu xe ở bên Liên bang Xô Viết đi, nó đang có đợt khuyến mại đục cũ lấy mới. Thế là ông Tích nhà tôi nhá, ông đi đổi cái xe mà ông Sự gây tai nạn ấy. Tác vào là 1.4 tỷ đấy. 1.4 tỷ á? Ừ. Ôi trời ơi, ông Tích ông ấy bói đâu ra mà lắm tiền thế nhỉ? Thế mới tài gì. Chấm sự là nhờ hai anh. Em nó mà đỗ hoa hậu thì là tôi là cứ tạ tất cả luôn, không có gì mà phải nghĩ. Ôi tôi chết rồi. Cái xe ô tô cháu dựng ở đây bây giờ đâu mất rồi. Tôi chết rồi, chắc cướp rồi. Hả? Cướp. 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 Bà con ơi, cướp. Thôi. Cướp. Cướp. Manh động nhỉ. Tôi đã bảo rồi, dân ở đây nó lành lắm, làm gì có trộm cướp. Mà cướp nó cũng phải có ngày của nó chứ. Tôi thấy ở đây nó nắng quá đấy, ẩn nó vào kia rồi. Đâu? Đây này này, ra đây. Đâu bác? Đây, cái của nợ gì đây? Ui giời ơi. Bác cẩn thận quá. Quá cẩn thận. Thôi, chúng cháu cảm ơn bác nhá. Thôi, đi đâu Sự ơi. Vâng. Trời ơi. Ôi giời. Đây nó phải như thế này chứ. Riêng con gái tôi và đứa chúng hoa hậu đấy thì có những cái gì mặc. Ôi, xin phép bác. Vâng, chào bác nhá. Cứ luôn thoải mái ra nhá. Vâng. Xin nhan cho nhá. Xin nhan cho về tôi rồi. Thẳng đi, cứ thẳng đi, thoải mái. Vô tư đi, cứ thẳng đi. Không có rồi, top. Ui giời. Thôi, top. Thôi, cái này là mày giết ông rồi. Người ta đã bảo là thôi rồi, cứ cố tình. Sao mày bảo xi nhan là nghề của mày? Hả? Thằng này. Xin lỗi, được chưa? Ở đây có cứu hộ không? À, có. Hơi, bị thân nhà này đấy. Cứ gọi đi. Gọi điện nha. Máy hết 3 tiền. Bác cho em mượn cái máy của bác được không? Đây. À thôi. Máy để hết 3 tiền này. Ông đưa máy cho nó. Máy hết 3 tiền à? Cái máy ông có tiền gọi thoải mái đấy. Gọi đi. Nhanh. Xin phép. Alo. Tôi đây.
khỏe không, khỏe không? Đã làm gì đấy? Hả? Thế hả? Ui, 9 con cả. Ui ôi, mẹ cha cái con chó này nó đẻ sai thật đấy. Ơ, nhớ phần tôi 2 con á. Này, hả? Tập trung vào vấn đề đi. Được, tập trung vào vấn đề đi. Ô, hay cái thằng này. Ô, hay cái thằng này. Tao bảo mày ấy. Dạ. Tao bảo mày ấy. Ui giời. Hai bác đi, người quen ấy đang cáu đấy. Ơ, đến ngay đi. Cả vợ chồng nhá, nhá. Ừ, thế nha. Nó đến ngay. Thế nhà nó có cầu không? Có 9 con còn gì nữa mà. Không nghe. Giời ơi, gặp cái thằng này thì quá bằng gặp cướp. Rồi. Tao không lại ném điện thoại của tôi. Úi giời. Giời ơi. Nè. Có việc gì thế? Này. Sao lâu thế? Các bạn cái đằng cáu đấy. Tôi thì phải chờ bá cho con bú. Ôi trời ạ. Cứu hộ đấy rồi, cứu hộ đấy rồi. Tao bảo gọi cứu hộ cơ mà. Thì cứu hộ đây có gì? Ông ấy tên là cứu, bà tên là hộ. Cứu hộ đây có gì cơ? Ôi giời ơi. Con ạ bố. Tao lạy mày. Vật vã với mày quá thôi. Ngoan nào anh Thương nhé, đi chậm quá. Nè. Đây, cái thằng kia. Mày đi với tốc độ bao nhiêu đấy hả? Cứ vận tốc 3 cây cột điện trên 1 giờ, cứ yên tâm. Như thế, trên công cô tao mới đến được gara à? Muốn nhanh phải từ từ ý. Động cơ một xích châu nó chỉ thế thôi. Bao việc. Nè. Ông. À. Ông xuống ông tăng cường thêm cho nó một xích châu thôi. Thế nào? Tức là ông ổn, còn nó kéo. Thằng đen thì kéo mà thằng xanh thì ổn. Này, thế ông định ví tôi. Xuống. Nhanh, xuống. Rồi, ổn, thằng kia đi nhanh lên. Ơ vẩn. Úi dồi. Lại có một vụ cướp giết hiếp hoa hậu. Kinh khủng. Hả? Ôi giời. Sao lại họ? Ôi. Ăn cái bữa cá của cái thằng Tun tành quá kìa. À, tính cả người à. Tích à. Bạn ơi, vừa nãy ăn cá cháo đỏ mặt quá khát nước. Bạn tạch làm hớp. Thế à? Ừ. Lại đi. Đấy. Ôi, nhổ ra. Rồi toàn nước rửa kính đấy, nhổ ra. Nhổ. Nhổ hết ra. Ui giời ơi, sao ông lại nuốt? Tôi tưởng chỉ súc miệng thôi chứ. Vậy à? Có sao không? Không. Nó vừa uống nhầm cả cốc thuốc dầu, không vấn đề gì. Phẹt. Mà này, tôi hỏi ông nhé. Vấn đề ông ạ là về nhân sự hoa hậu để anh em mình không lo nữa. Nhưng mà tiền tài trợ tôi thấy hơi căng. Mà nghe nói hôm trước ông kể chuyện là ông có cái thằng cháu gì nó làm ở bên gạch ngói hả? Đâu, nó làm ở tấm lập Đông Anh Hà Nội. Xa lắm, bố ai đi được. Úi giời, thế thì vật vã quá rồi còn gì nữa. Tôi sẽ điều cho ông con siêu xe này để ông đi. Nhớ nhá, xe đẹp thì phải đòi được nó vài tỷ, nhớ chưa? Điều ra này á? Ừ. Chết đứa rồi đi mặt. Tí thì tôi cho nổ. Tôi không chưa có bằng. Tí thì tôi cấp bằng chưa. Nhá. À. Tôi lên xe. À được lại. Ông à. Ổn đi. Tôi lên đi. Nhá. Đẩy tiếp đi. Này, con Liên kia,
mày bỏ ngay kiểu ném đá giấu tay đi nhá. Nói gì chứ? Chả nói gì cậu bảo. Chả nói gì cậu cả. Thế đứa nào bảo con Tuyết này bơm ngực, nâng mũi, xăm môi? Đứa nào chả cái này. Chả nói gì luôn. Thế mày không nói làm sao cái thằng tự lửa nó biết? À biết được nói gì. Này nhá, đừng để con này mà điều tra ra ấy thì đừng có trách nhá. Đừng có trách. Chào mừng tất cả những nhà hảo tâm, những nhà tài trợ ở khắp năm châu đã đến dự đại hội chủ bị của cuộc thi Hoa hậu mở rộng năm 2016. Rất cảm ơn quý vị đã ủng hộ. Nhưng thôi, trong đại hội mà nói năng linh tinh như thế là đủ rồi. Tao vào việc đi ông Tích ơi. Bắt đầu. Đâu nhỉ? Đâu đấy nhỉ? Đây, tôi xin trân trọng giới thiệu với các quý vị. Đây là toàn bộ cái cánh đồng làng Giềng, có diện tích là trên 700 hecta. Nó ở trong cái tờ giấy này à, đó, quý vị nhìn xem. Tại sao tôi lại phải sử dụng một cái không gian rộng như thế này à, tại sao? Chắc quý vị không thể biết được. Bởi vì khách thập phương từ khắp năm châu sẽ kéo về đây chảy hội rất đông. Tôi ước tính nó rơi vào quãng khoảng độ từ 50 đến 700 vạn người sẽ kéo về cái cánh đồng làng Diệm này. Và quý vị nhìn vào đây, sân khấu chính là đây, còn đây là sân khấu phụ. Tại sao lại phải có sân khấu phụ? Có sân khấu phụ là bởi vì sao? Tất cả những thí sinh nào bị loại thì sẽ tiếp tục sang đây thi tiếp. Còn thi để làm gì thì cái việc là việc của thí sinh, tôi không quan tâm. Còn về phần tài trợ ấy, thì tôi nói luôn thế này, tất cả những cái tài trợ nhiều tiền ấy thì tôi sẽ kê nó vào chính điện này. Còn những cái tài trợ mà ít tiền ấy, mà tôi nói luôn nhé, tôi nói quý vị đừng có tự ái, mà có tự ái thì tôi vẫn nói, tất cả những cái tài trợ mà nó cái dạng dưới 150.000 thì thôi bỏ nó đi. Bỏ ở đây ấy, không có nghĩa là tôi không lấy tiền. Tôi vẫn lấy tiền nhưng mà tôi sẽ kê nó vào cái vị trí đằng sau này. Tất cả rõ chưa? Còn ai còn ý kiến gì nữa không? Nếu như không còn ý kiến gì nữa thì coi như là thành đại hội chúng ta là thành công vật vã. À, rồi, cảm ơn. Thôi mọi người giải tán đi để tôi còn làm việc khác. Dạ vâng, cảm ơn. Tôi xin lỗi là riêng cái bên Thúy Mượt à, thu mua sắt vụn à. Em ở lại để tôi trao đổi riêng một tí. Vâng, quý vị về nhá. Ôi Mượt. Mượt này, Mượt thấy bài diễn thuyết vừa rồi của anh có hay không? Đại hội thành công có vật vã không? Vật vã rồi. Mà này, ơi, nhớ để cái biển sắt vụn của người ta ở chính điện đây nhá. Người ta biết rồi. Tích. Đang bật. Úi giời, ông Tích. Chưa xong. Ôi trời ơi. Anh sợ. Mưa à. Trời ơi. Giữa thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu thí sinh ở ngoài kia, vậy mà ông lại hú hí trong này. Úi giời, ông là người rất mất tư cách. Hỗn. Là ông mất dạy. Sao mà mất dạy? Nhà tài trợ người ta đang ngứa, không gãi sao được. Mà người ta vừa gãi vừa làm việc chứ có phải là chơi đâu. Rồi nhưng mà thí sinh nó ùa vào đổ hết cả hàng rào như ông vừa tổ kia. Ê, ông ơi, tình hình này có lẽ ở trò chúng nó tháo khoán hết thôi rồi. Anh ông sợ rồi. Ôi giời, cái gì thế này? Hai con kia im mồm, tất cả chúng mày im mồm được chưa? Hả? Ngoan lắm, ngoan thì muốn gì cũng có, nhớ chưa? Rồi ạ. Tại sao lại cãi nhau như hàng tôm hàng cá thế là thế nào? Hả?
con này này, nó đi tung tin là em sử dụng dao kéo các thứ, bơm ngực nữa này. Hả? Này, đứng mà bịa chuyện nhá, không là không sao với con này đâu. Này nhá, thích thì ra đánh nhau luôn nhá. Thích thì chiến. Đừng có mà to mồm. Cái gì mà chợ. Thôi, tất cả nghe đây nhá, chúng ta đến đây, tất cả các em đều là hoa hậu cả. Thế thì chúng ta phải đối xử với nhau cho nó có văn hóa. Bởi vì chúng ta là hoa hậu, không còn truyền thông báo chí người ta nhìn vào. Chúng mày đã hiểu chưa? Nhá. Còn những trường hợp nào dính đến dao đến kéo thì tôi và ông trùm sự đây sẽ có trách nhiệm thẩm định một cách chi tiết, minh bạch và sòng phẳng để trả lại sự công bằng cho các em. Và tôi nhắc luôn như thế này nhá. Nếu như đứa nào chỉ cần chạm vào con dao hoặc chạm vào cái kéo một tí thôi là tao cho out luôn, rõ chưa? Này! Hả? Thế thì các ông đi mà thẩm định. Ok. Mượt. Cái lão tích là lão nói nhầm. Này, thẩm định vòng 1 là phải là em. Đúng rồi. Mượt, mời cô Mượt lên trên này. Nhá. Lên đây em. Nào, xử lý. Làm thế thì thí sinh người ta cười chứ. Anh xin lỗi là vì vòng 1, vòng 2, vòng 3 của em đều đụng chạm đến dao kéo. Bí mật. Giới thiệu với tất cả các em, đây là chị Thúy Mượt, chị là trợ thủ đắc lực của tôi và ông trùm sự đây. Tất cả vỗ tay. Rồi, bây giờ ta bắt đầu làm việc nhé. Mời Mượt. Bây giờ tôi mời tất cả các em lên để chúng tôi còn sàng lọc. Về chỗ. Tất cả về vị trí cũ. Tôi gọi đến ai thì người ấy lên. Hai con bé này vừa cãi nhau đúng không? Bước lên đây. Nhanh. Đi lên. Bây giờ như thế này nhá. Tôi xin giới thiệu với tất cả các quý vị và các em. Đây là cái thước đo chuẩn vòng 1 quốc tế. Sau đây tôi sẽ đặt vòng cho tất cả các em. Cái này sử dụng rất đơn giản thôi. Khi tôi cho nó qua đầu, nếu như cái này nó lọt qua khỏi vòng 1 thì có nghĩa rằng em đấy bị loại khỏi vòng 1. Còn nếu như nó mắc lại vào vòng 1 thì có nghĩa là em ấy đã vượt qua khỏi vòng 1. Nó chỉ đơn giản như thế thôi. Ví dụ như thế này. Đây các em nhìn xem. Đây, nếu mà nó trượt một cái như thế này. Đấy, không mắc vào vòng 1 như thế này có nghĩa rằng Tích đã bị loại khỏi vòng 1. Mọi người đã hiểu chưa? Đơn giản chỉ như thế thôi. Nào, Mượt, em bước lên đây. Nào, em ngước mắt lên. Rồi, thế 1, 2, 3. Đấy, thoát khỏi vòng 1. Rồi, rất cảm ơn Mượt. Mời Mượt về chỗ. Nào, cô áo đỏ bước lên đây. Rồi, tất cả chú ý nhá. Bắt đầu thi đây này. Thí sinh đầu tiên, tôi sẽ đếm từ 1 đến 3 nhá. 1, 2, 3. Đấy, vượt qua khỏi vòng 1 rồi. Chúc mừng em. Rồi, cảm ơn em. Em đã vượt qua khỏi vòng 1. Rồi, mời em. Mời em tới lên đây. Đề nghị các em trật tự nhé. Ta bắt đầu. Tất cả chuẩn bị, tôi sẽ đếm đến 3. 1, 2, 3. Ôi, tôi chết rồi. Rất tiếc em đã bị loại ra khỏi vòng 1. Bố, cứu con. Bác Tinh ơi, con gái em đây, con gái em đi mà. Thôi, tao biết rồi, mày không phải nói nữa. Tôi xin tuyên bố lại như thế này. Cô này chính thức vượt qua khỏi vòng 1. Alo. Sao cái gì đấy? Tôi dẹp trật tự mà. Cái gì nhỉ? Tất cả trật tự. Tôi xin giải thích với quý vị như thế này. Tại sao mà tôi bênh vực và thiên vị cho cô này? Bởi vì đơn giản là bố cô ấy là nhà tài trợ chương trình văn nghệ cho giải thi đấu của chúng ta. Đơn giản thế thôi. Im ngay. Im ngay. Tao cấm đứa nào được nói cái gì nhá. Chúng mày mà có ý kiến gì, tao cho người bắt chúng mày ngay. Rõ chưa? Nhá. Tao cấm đứa nào cũng nói gì nhá. Ôi trời ơi con ơi, bố chúc mừng con ơi. Đáng nhẹ ra bị loại rồi đấy. Ôi giời ơi, bà Sự đấy à? Bác đấy à? Ông Sự, ông đã về chưa? Nhà em đi từ sáng đã thấy về đâu bác. Thế có chuyện gì? Ôi giời ơi, cái ông Tích nhà tôi ấy,
chả hiểu thế nào từ sáng đến giờ coi như là cứ câu gắt loạn hết cả nên, xong rồi mặt gụ như là gái đẻ. Thế à? Thế mà ông Sự ông đi đâu đấy? Thấy nhà em bảo là đi xin tài trợ chỗ thằng cháu ở cái chỗ Tấm Lộc Đông Anh Hà Nội bác ạ. Mà đi từ sáng đã thấy về đâu. Em cũng đang sốt hết cả ruột đây này. Chả hiểu đi đường có vấn đề gì không, có đâm đổ vào đâu không mà vẫn chưa thấy về. Chứ lại phủi phủi cái mồm cô đi. Cái xe 3 tỷ 9 nhà tôi đấy. Này, mà thấy bảo thằng cháu là tài trợ nhiều lắm mà, hơn tỷ à? Dào ơi, con mà tính cua trong hang bác ạ. Mà em thấy nhà em bảo là lão Tích nhà bác ấy, là cũng có thằng cháu nó tài trợ tiền tỷ đấy hả? Nhà gì mồm cái lão ấy, cứ mở mồm ra cái là phải tiền tỷ. Thế cơ chứ lị. À đây này, em đang ngồi tính sổ các nhà tài trợ, mấy các nhà hảo tâm cho các lão ấy này. Chả hiểu làm ăn thế nào, chứ tính thế này mà có mà lỗ chỏng ngậm bác ạ. Ôi giời ơi, hai cái não này thuộc cái loại bảo thủ nhá. Tôi đã nói rồi, nhờ cái lão trưởng ban giải trí nó tư vấn cho thì không nghe. Đằng này đi rước cái con mượt sắt vụn về. Mà cái con mượt sắt vụn nó biết cái gì. Mày lại đưa nó vào cái tổ tư vấn. Thế chứ nhỉ. Này, chị em mình nhá, đường đường làm hoa hậu này, rồi á hậu này. Cái con mượt ý, cái vòng một của nó đậu lại làm sao được với chị em mình. Thế mà lấy nó làm tiêu chuẩn vòng một á? Thì đấy. Mà nghe bảo là sắt vụn của con này là nó cũng tài trợ đấy. Thế à? Tao dở sổ ra xem nó tài trợ bao nhiêu. Đây để em xem nào. Đây rồi bác ạ. Đây. Úi dồi ôi. Nó tài trợ những 30 cái này bác này. 30.000 á? Giời ơi khổ quá, mắt bác làm sao đấy. 30 triệu. Úi dồi ôi, đúng rồi này. 30 triệu. Chứ còn gì nữa. Thôi, nghi ngờ gì nữa. Thế lại là nộ nguyên hình rồi. Cái con này nó cũng thuộc loại lòng lang dạ sói. Hả? Như thế này là con nó dùng tiền nó mua đất hai não này rồi còn cái gì nữa. Ôi dồi, thật á? Chứng tỏ nhá, con này nó không phải là dạng vừa. Từ bây giờ trở đi ý, chị em mình phải theo sát cái con sói này. Mà này, tất cả là cũng là tại bác hết đấy. Tại sao tại tôi? Lại còn không à? Đang tự dưng tự lành thì bật đèn xanh cho hai lão khởi nghĩa. Đấy, bây giờ hai lão khởi nghĩa thành công rồi đấy. Ôi trời ơi, tiền các lão ấy nắm trong tay rồi, chị em mình còn lâu mới giật lại được. Ừ nhỉ, từ đầu nào mà tôi đồng ý cho lão khởi nghĩa nhỉ? Sư cái lão Sự này, bảo đi xin tài trợ không biết có xin được tỷ nào, mãi đến giờ nay chưa về. Đứng lại. Dừng, stop. Tắt máy xuống này. Ông đi xuống đây. Thôi để tôi trao ra buộc thôi. Đi xuống. Cái gì vậy? Tôi bảo ông đi xin tài trợ. Tại sao ông đi từ sáng đến bây giờ mới về là sao? Tôi phải đi đường vòng mãi không về đến đây. Thế chả đi xin tài trợ thì đi đâu? Nói vã một mép người ta mới tài trợ cho ít tiền đấy. Nhưng mà cũng chỉ là hứa thôi. Chúng nó hứa như thế là tốt rồi. Nhưng mà ông nghe tôi hỏi đấy. Ông làm cái gì với cái xe của tôi thế này hả? Khổ quá, xe của ông làm gì có nóc. Trưa nay thì trời nắng chang chang ấy, không lập vào để đi thì tôi chết cháy à. Thế tại sao ông lại đi ông lập cái siêu xe của tôi như thế này Thì tiện thể xin ít tấm lợp. Nhà tôi mái nó bị dột, xin về để còn dọi mái nhà. Tấm lợp tôi biết. Cái xe người ta là xe 7 sao nhá. Mà ông làm cái này trông đi khác gì cái chuồng lợn đâu. Lập nhá cái gì, vứt hết đi. Vơ vả vơ vẩn, bà lằng nhằng vơ vẩn. Ê. Được rồi, đây. Ô, sao ném thế mà nó không vỡ à? Hàng người ta hàng hiệu này. Lạ nhỉ? Vỡ thì xin mềm gì? Hay nhỉ? Này này. Ông điều này. Tôi đi về nhà tôi nhé. Con để tôi hạ cái tấm lợp trong đá chứ. Vẩn. Cái nóc nhà tôi nó bị dột trước nhé. Thì tôi về tôi lợp trước, còn nóc nhà ông nó dột sau thì lợp sau. Ông cháu ông xin lúc nào thì được. Thế nhé. Ô. Thằng cha Tích này khôn nhỉ. Thank you.
Alo, chú Tích à? Cháu Tôn đây. Cháu đang ở công ty đợi chú. Hả? Ủa thì chú có đến không? Úi dồi, lại còn dẫn hai cô hoa hậu đến cơ à? Vâng, 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 vâng. Vâng, nhất trí, nhất trí. Vâng, vâng. Các em có thấy cái rau mùi gì ở đâu mà nó hơi khác lạ không nhỉ? Buồn nôn quá, mùi gì ý, kinh lắm. Mày nói gì nhỉ? Không phải em. Không có. Không, 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 đấy không nhá. Không phải nhỉ. Ông quay mặt đây. Thủ phạm đây rồi. Ông tẩm ướp cái gì vào người mà tại sao nó lại kinh như thế hả? Thì khổ quá, sáng ra chú gầm chuồng gà nhặt mấy quả trứng, ông cứ dục loạn đi thì đã kịp thay quần áo đâu. Xuống. Xuống làm gì? Đi tắm ngay. Xuống. Xuống. Nhanh xuống. Mùi quá, xuống tắm đi. Đây. Alo. À, Tôn hả? Ừ, xảy ra sự cố về nhân sự. Rồi, chú đến ngay đây yên tâm thế nhá. Rồi, rồi, rồi. Điểm ngoại giao như thế này chết. Kinh người. Đăng cái siêu xe của mình như thế này lại thành như là cái xe chở lợn bây giờ. Nào, đi vào đây các em. Ngồi đây. À, Tôn hả? Chào chú, con chào hai cô ạ. Ấy, tuy là bạn của chú nhưng mà cháu cứ chào bằng em thôi. Hay quá nhỉ. Cơ ngơi của thằng cháu là hoành tráng quá. Này, mày là nhất họ ở đấy. Quá lời chú ạ. Kìa, hai em. Hạ cảng nữa. Chú ạ, ý đồ của chú thì con nắm được rồi. Thế nhưng mà vấn đề là sao chú lại cần nhiều tiền thế hả chú? Tao chết ấy là chết ở cái địa điểm tổ chức ấy. Thì tao tính là thế này. Tao sẽ tổ chức ở một cái sân khấu rộng khoảng 700 hecta giữa cánh đồng thì nó mới đủ chỗ ngồi. Tính là định làm ở sân vận động. Nhưng mà sân vận động thì nó chỉ được khoảng độ vài vạn thôi. Thì nó không đủ chỗ. Nhỡ mọi người chen chúc rồi dẫm đạp lên nhau thì chết dở. Tao mời bao nhiêu quan khách quốc tế đến. Mình tổ chức nó phải đàng hoàng, nó phải vật vã. Cháu hiểu không? Ý tưởng của chú thì quá là độc đáo rồi. Thế nhưng mà vấn đề quan trọng là giúp chú 2 tỷ bây giờ thì nó hơi căng chú ạ. Nếu mày căng thì tao cho nó trùng xuống. Thế khoảng hơn 1 tỷ là ok gì? Hả? Chú để cháu suy nghĩ đã chú ạ. Ừ, hay gì. Hơn 1 tỷ thì có cái gì mà mày phải nghĩ? Hơn 1 tỷ việc gì anh phải nghĩ? Có hơn 1 tỷ anh nghĩ làm gì? This war meet to an man week Johnny and I highly appreciate trực Mr. Tick qua ở Greek man. Ông dở cái trò gì đấy? Vớ vẩn, đang bao nhiêu việc mà ông đang làm gì? Thế ông chả bảo tôi là đóng cái thằng Tôm Cờ Rui để chém với thằng cháu ông là gì? Nó cúp máy từ lâu rồi. Để ông buôn điện thoại nó chết tiền của tôi à? Thôi nhỉ. Tích đây, thằng cháu nó có cho tí nào không? Nó cho được 200 triệu. Hả? 200 triệu? Giỏi. Đây. Thế còn hai em đâu? Công ty nó đang thi văn nghệ. Thế thấy hai cô hát được, nó mượn vài ngày rồi nó giả lại. Thì cũng được không? Tích à? Anh em mình vất vả quá. Cả tháng này vật vã đi xin tài trợ. Ôi trời, đau ê ẩm với cả người. Hay là bây giờ tôi với ông đấm bóp tí cho đỡ mỏi. Đấm bóp hả? Chơi luôn đi rồi. Mà này, hai anh em mình đi nước ngoài đi. Đi Tây à? Đi Tây. Đi không?
Thế nhưng mà đi Tây ở bên ấy mình có quen ai đâu mà. Ờ, hay ông cứ coi thường tôi. Thằng tổng thống của công quốc Baba Slanka, nó là thằng đệ tử ruột của tôi. Mà ông biết không, công quốc của nó là thiên đường ăn chơi nổi tiếng nhất cái thế giới này. Ông cứ đi với tôi nhá. Mình là người có tiền nhá. Mọi việc tôi lo hết nhá. Vật vã luôn. Đi. Ô, thôi chết rồi. Này, cái vô lăng xe của tôi đâu rồi? Ông vừa cất đi không? Không. Ô, thế đâu rồi? Ui giời ơi, tôi bảo ông ở đây trông xe. Ông làm thế nào mà nó lấy mất cả vô lăng của tôi mà ông không biết hả? Khổ quá thì cứ mải mê chém với cái thằng cháu ông không để ý. Ông làm đồ ăn hại. Trẻ nhỏ, người già và phụ nữ có thai nhá. Kiếm tiền lúc nào cũng được, cứu người là trên hết nhá. Xuống ngay, bứng cháu lên đây nhanh. Nhanh lên, tôi sắp đẻ rồi, mày được rồi. Từ từ mày tránh cháu. Đau quá. Đau quá. Này, các anh làm ơn quẳng vào viện, tôi chữa xong cái xe rồi, tôi còn vào ngay nhá. Rồi. Nhanh lên, nó đẻ xe rồi. Văng ra giữa đường đấy kia, cô ông xuống ông nhặt lên để tôi làm cái lốp sơ cua nhanh. Ôi ơi, ôi ông Sự ơi, hả? Hóa ra cái lốp bên đó là lốp của mình đấy, ông nhặt về đây cho tôi. Ông yên tâm rồi. À ông Sự ơi. Ôi, hả? Rồi sâu lắm, không lấy được rồi. Ý giời ơi, đồ ăn hại. Này, mày hết mít thôi, tao đang sốt ruột đây này. Rồi ạ. Ông. Ý giời ơi, cái bánh của tôi. Ông làm rơi mất bánh thì bây giờ lấy gì mà đi hả? Ông là một thằng ngu nhất cái hành tinh này. Đồ ăn hại. Bây giờ làm thế nào bây giờ? Này, bây giờ này nhá, nghe đây này. Thấy ai đi qua thì họ báo cho tôi, nhớ chưa? Ừ. Nhá. Ê, không, đó em không làm cái gì đâu. Em đang đứng với thằng bạn em đây chứ có cái gì mà. Dạ. Người đâu? Người nào? Tại sao lại ho? Viêm họng. Thứ không ho nữa, nhớ chưa? Tan 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 t
Úi giời, nói cái tiếng của cái bọn này mệt không chịu đựng được. Cái tiếng là tiếng của bọn nào đây? Tiếng này là tiếng của công quốc Ba Ba Sri Lanka. Nó nói theo cái ngôn ngữ khẩm và là khịt. Hả? Khẩm và là khịt. Thôi được rồi, ông để tôi giải quyết đó. Thằng kia, mày có biết nói theo tiếng tao không? Dạ tôi biết ạ, riêng tiếng của ngài thì tôi nói giỏi hơn tiếng bản địa của tôi ạ. Ui giời, thế tại sao từ nãy giờ mày không nói hả? Tôi giữ theo phép lịch sự. Ui cái thằng gì. Thôi được rồi, thằng tổng thống mày đâu? Dạ tổng thống tôi đang tiếp khách. Tại sao nó không lên đón tiếp tao? Thế nhưng mà hai ngài đã có giấy mời chưa ạ? Giấy mời? Nó chưa mời tao, nhưng mà tao đã đánh công văn gửi theo đường ngoại giao rồi nhé. Thế ngài muốn đón tiếp theo nghi lễ gì ạ? Mày cho tao nghi lễ cao nhất. Dạ yeah. Vâng ạ. Đi. Xin phép ngài. Đi nhanh. Dạ. Mày là thằng ăn cắp. Dạ thưa ngài, tôi ăn cắp gì ạ? Mày ăn cắp bản quyền của tao. Dạ bản quyền gì ạ? Yeah. Ai cho mày để lông trên mồm mà nó lại giống là dâu của tao? Im. Nói tiếng tao. Ôi trời, đau quá. Úi giời. Mày đứng im. Ngài giật cái dâu. Đau quá. Mày nghe đây. Dạ. Nhá. Cái dâu của tao là đã được đăng ký bản quyền trên toàn thế giới. Và đã ký hiệp định tại lâu đài ngàn tuổi La Hay Hà Lan. Mày biết chưa? Mày có muốn phạt tiền không? Xin ngài để thứ lỗi ạ. Đi vào gọi tổng thống mày ngay. Dạ. Đây, nhớ nhá. Vặt hết lông trên mồm mày đi. Hết bao nhiêu tiền, tao giả. Nhá. Dạ vâng thưa ngài. Đi. Dạ. Nhanh. Chết. Gì? Đúng là tôi không ngờ ông có quan hệ rộng như thế đấy. Cái thằng tổng thống ấy, nó là thằng đệ tử của tôi. Từ ngày nó trốn nã chạy về đây, nó đã xây dựng cái công quốc này rực rỡ như thế này. Đây là một cái nơi ăn chơi phải nói là vật vã nhất cái thế giới này. Đừng có đùa với tao nhé. Huy. Thừa nhận ông quan hệ rộng thật ý. Này, tiếp theo còn cái tiết mục gì nữa không? Còn chứ. Còn 99 phát đại bác nữa. Thế cơ à? Cứ đợi đấy. Chú, cho anh em nó bắn đại bác đi. Tâm 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 tâm. Bùm. Ha 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 ha
Đứng lên, đứng lên ngay. Ông định làm nhục tôi à? Cho dừng đi. Sao? Sợ chưa? Sợ rồi. Chú, cho anh em nó dừng bắn đi. Tầm 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 mời hai ngài đi rửa giấy rồi dùng đại yến ạ. À, tốt. Tầm 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 tầm. Sao? Cha này hơi bị coi thường tôi đấy. Sao lại coi thường? Rõ ràng vừa nãy nó chào ông nó tầm tầm ấy vậy mà nó chào tôi nó chỉ có một tầm. Thế à? Được rồi, lát tôi xử lý thằng này nhá. Thôi đi. Bà Sự ơi, bác Tích đây à? Đã có tin gì của hai não chưa? Ôi trời ơi, có rồi bác ạ. Em đang định bảo là cho lũ Ngan ăn xong thì sang báo tin cho bác biết đây. Thế chưa nào? Cái ông... Ôi trời ơi, sao cái xe của bác nó cứ hộc lên thế? Này, thấy ông trưởng ban ý, ông ấy bảo là hại lão nhà mình đi đường rồi gây tai nạn ở tít tới cận là cầu cấm ý. Ôi trời ơi, bị dân người ta đánh cho một trận đau lắm. Không phải, em nhớ mà cái chuyện này thì không phải. À? Thằng Tôn nhà cháu nhà ông Tích nhà tôi ấy, nó cũng biết chuyện. Thì là xuống tận lời kiểm tra chứ không phải đâu, cũng phải người nhà mình. Không phải à? Không phải. Thế tóm lại là hai lão ấy đi đâu? Ơ, hai ông kia thông. Ờ đúng rồi. Bà ơi, con tìm thấy hai ông rồi này. Bà ngoại và nội ơi, hai ông về đâu, này. Đâu, đâu con? Đâu, ông đây ạ. À. Đúng rồi, ôi giời, ông Sự nhà em kia kìa. Ôi giời, bác ơi, hai ông đây này. Đi đây nói kìa. Rồi ơi, đẹp thế. Ở ngoài chưa? Bác ơi, nhưng mà đây là ở đâu ấy nhỉ? Cái chỗ này như là bên nước ngoài thì phải. Nước ngoài á? Ôi trời ơi, đẹp thế. Rồi ông Sự ơi, tôi đây này. Hơi ngoài quá cơ. Nhưng mà bác này, hai ông quay ra ở nước ngoài mà đi nhỉ? Thỉnh thoảng tôi cứ thấy ông Tích nhà tôi, ông bảo là ông chơi với cả Tổng thống. Mình lại cứ nghĩ là ông ấy nói phét nữa. Bảo làm sao mà các ông ấy cứ đòi khởi nghĩa. Chồng của ngoài chưa? Thế là chị em mình ấy toàn là trách nhầm hai lão đấy. Trách nhầm đấy. Ôi trời ơi, sao mà đẹp dai thế? Sao mà đẹp thế mà chứ này? Ôi trời, cái gì này? Ôi bác ơi, sao bác nhìn đồ em đây có phải con mượt không hả bác? Con nào? Có phải con mượt không? Con này không phải. Con mượt nó đẹp hơn con này. Hả? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, mặt này mấy con này đẹp quá cơ. Ủa, da đẹp nhỉ. Chân đẹp mà sao lại trắng lõa trắng lả thế kia nhỉ. Rồi này, khổ quá cơ chứ lị. Sắc mất chồng đến nơi rồi, con đẹp cái đẽ gì. Ôi trời ơi, đúng rồi. Mấy con chất bằng này mày bày chồng bà. Nói ấy bỏ ra. Thế bây giờ hai ông ấy về thì xử lý thế nào? Khoan đã. Thằng kia. Dạ. Mày làm cái trò gì thế hả? Cháu đang truyền hình trực tiếp ạ. Ủa, thế truyền hình trực tiếp à? Trời ơi. Này, tao đã nói rồi nhé, chỉ được truyền hình trực tiếp cái phần lễ thôi. Dạ vâng. Còn phần hội, mày nhìn nó đang nhạy cảm như thế này mà mày lại truyền hình trực tiếp thì mày định giết ông à? Ờ. Hả? Cắt sóng. Dạ. Cắt sóng ngay. Biến ngay. Dạ. Khẩn trương nhá. Ừ, đi. Các anh phải hợp tác thì còn em sẽ phục vụ các anh chu đáo. Em ơi, bọn anh vào hợp tác từ lâu rồi. Anh là chủ nhiệm, còn thằng này là phó chủ nhiệm. Em cứ thoải mái đi. Không sao thế? Sao tự nhiên lại dùng mình? Tôi hình như là tôi bị cảm lạnh. Cảm lạnh thì biết thừa rồi. Tuột xích rồi ấy gì. Tôi đã bảo rồi, giữ cẩn thận, cuộc chơi này còn dài lắm. Đấy, xuống đây các em, xuống đây. Nào bây giờ các anh quay lưng vào đây để em đi lúc nào. Rồi, quay lưng, ra đây. Sao thế, em làm gì đấy? Đầu cho anh. Gọi nhẹ nhàng thôi nhá.
À, mời hai ngài lên bờ, hết giờ rồi ạ. Hết giờ là hết giờ thế nào? Dịch vụ của bọn tao là 3 tiếng đồng hồ cơ mà. Dạ, chúng tôi đã khuyến mại thêm nửa tiếng, tức là các ngài đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi là 3 tiếng rưỡi rồi ạ. À, đang vui, cái thằng này hỏi láo, mất dạy. Tích tích tích, ông gọi ngay tổng thống của nó ra đây. Thôi thôi thôi, thôi ông bình tĩnh, để tôi đàm phán nó. Này, thôi mày khuyến mại thêm cho bọn tao 30 phút nữa, được không? Nhá. Mời hai em lên. Ok. Ôi, em ơi, ở lại đây đi. Này. Okay. Em ơi, sao thế nào mà không sờ vào, không sờ vào hiện vật, không sờ vào hiện vật. Tôi xin lỗi. Đấy, bây giờ chúng tôi khuyến mại cho các ngài thêm nửa tiếng nữa nhá. Tắm đi. Bị điên à? Thế hai thằng đàn ông tắm với nhau. À, vẩn. Tôi lên đi ông ơi. Mất cả hứng gì thì. Ôi giời. Thôi, tình hình như thế nào? Có lẽ là chúng tôi thanh toán với mấy các ngài ngay tại chỗ. Khổ quá cái ông này, một cười thật đấy. Ôi, ông là nhằng, giả tiền tôi còn phải đi hoán lợn nữa. Ôi, cái thằng này một cười thật. Bọn này đã giả tiền tao đâu mà tôi lấy tiền tôi giả cho mày. Sao tưởng thằng này là tổng thống? Tôi không biết gì đâu. Tổng thống cái gì? Sếp đây à, thuê tôi đến đây đóng vai tổng thống, nghe chưa? Nói tóm lại là bây giờ các ông thanh toán tại đây thì nó rẻ, mà lên văn phòng thì nó đắt thêm 10%. Thanh toán ở đâu? Được rồi, bao nhiêu? Mày tính đi. Của các ông nhá. Tiền đón tiếp mới ở cái phần lễ là 25 triệu. Còn cái phần dâu của tôi là 25 triệu, tổng cộng là 50 triệu. Thế đi, tiền dâu ở đâu mà này 25 triệu? Mày bị điên à? Khổ quá cái ông này, một cửa thì ông quên à? Cái lúc ông vào ông chẳng bảo tôi là vặt hết lông mồm đi, hết bao nhiêu tiền ông giả. Thế bây giờ tôi vặt hết rồi thì các ông phải giả tiền chứ. Thế dâu của mày bao tiền sợi? 100.000 một sợi. Tao không giả đấy, mày bị điên à? Điên được 100.000 sợi dâu của mình. Security đâu? Security đâu? Dạ, báo cáo sếp của em. Nó chửi tao đây này. Là mày chửi sếp tao à? Không đâu, đâu. Là em có chửi gì sếp anh đâu. Em chỉ phân trần thôi mà em. Nói tóm lại có giả được không? Lấy đâu ra tiền mà đâu ra, lòng tiền thôi. Gô cổ cả hai đứa nó lại. Ông mệt à? Mệt thì tôi không mệt, nhưng mà nó chỉ hơi khó thở thôi. Khó thở có nghĩa là mệt rồi còn gì nữa. Thôi ông nghỉ đi, để tôi xách cho. Ôi, để tôi xách được mà. Ông là còn phải lái xe mà, ông phải biết tiếc sức khỏe của mình chứ. Tiếc thì tôi không tiếc, nhưng tôi chỉ tiếc cái siêu xe của mình bây giờ lại trở thành xe chở phế liệu ông ạ. Mà anh em mình lao động ở đây được bao nhiêu lâu rồi ông nhỉ? Tôi không nhớ nữa, chắc độ tuần trăng không ạ. Thế cơ mà ông này, với sức của ông nhé, nếu lấp đầy cái hồ này mất khoảng bao nhiêu lâu? Cái hồ này phòng cũng phải 100 năm thì đầy nữa. Đền tị. Thế thì anh em mình chết mục dương ở đây à? Chết thì tôi không tiếc, nhưng mà tôi chỉ tiếc rằng cái giải thi đấu hoa hậu mở rộng của anh em mình thế là bị vỡ tan hoang hết cả. Tất cả cũng là tại ông ấy. Tôi đặc biệt răng lành thì tự nhiên là rủ đi ăn đi chơi, mà nó đòi chơi thì ở cái nơi đỉnh cao của thế giới, tiền thì không có. Mình tôi hỏi ông, đây là đỉnh cao hay là vực sâu? Thôi ông đừng đay nghiến tôi nữa, tôi biết lỗi của tôi rồi. Giá như cuộc đời này
Mà nói phét cũng bị đánh thuế thì có lẽ anh em mình cũng không rơi vào cái hoàn cảnh nó lâm ly bi đát như thế này ông ạ. Tôi không hiểu. Nó bắt anh em mình lấp cái hồ này để làm cái gì chứ? Lấp cái hồ này à? Ừ. À, chúng nó định cổ đông với tôi lấp cái hồ này để tôi xây cái sân vận động. Cổ đông với ông? Ừ. Để xây sân vận động. Chứ sao? Ông lại bắt đầu nói phét đấy. Tôi vừa nói thế à? Có gì đấy? Thôi thôi bạn đừng cáu nữa. Tôi xin lỗi bạn. Quen mồm đấy. Ôi trời ơi. Mà không biết giờ này hai con mụ vợ mình ở nhà, nó thấy anh em mình lao động vất vả như thế này, nó có thương anh em mình không? Cô tóc cô lúa, không biết giờ này các con đang làm gì? Các con có nhớ ông nội ông ngoại không? Tóc lúa ơi, ông có lỗi với các con. Tóc lúa ơi. Thôi, thôi, nghe tôi, đừng khóc nữa. Thôi nào, nín đi. Đã bảo thôi cơ mà. Đau, trời ơi, ông đừng khóc nữa. Ông khóc như thế này, tôi chảy hết cả nước mắt thế này. Cô Tóc ơi. Này, đừng khóc nữa. Nghe tôi hỏi này, ông có biết bơi không? Biết. Biết à? Ừ nhỉ. Ừ nhỉ. Ông ơi, liệu không biết đã thoát chưa nhỉ? Thoát rồi, mình chạy xa phết rồi đấy. Giờ đến bố nó cũng chả đuổi được. Mày, anh em mình còn thoát được. Ở lại mà nó bắt xúc 50 tấn đất đổ xuống cái hồ thì anh em mình cũng trồn cái hồ luôn. Ông này, tự nhiên thấy khát nước quá. Nhìn thấy bọn ở bên kia nó uống nước mía mà mình tứa hết cả nước miếng rồi. Bây giờ mà được vụt mấy cốc nước mía thì oách nhỉ. Ông còn tiền không? Nhiều không có thì ít đầy. Đâu, đâu? Cái gì đây? Ấy trời ơi, hay quá, được giấu nhá. Gì đấy? Đây rồi, đúng rồi, chàng trai ơi rồi. Tứ ơi, tìm thấy rồi, sang đây. Cái gì? Đây, 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 tìm thấy rồi. Ở sao đây?
ba. Mà đâu ra mà lại nguy hiểm thế hả ông? Tôi mất chỗ nấp rồi ông ơi. Tôi tự téo rồi, nhớ chúng nó phát hiện rồi. Nào, diễn đi. Vụt nhá. Đi ra. Nói như thế mà cũng không làm được. Nhìn thế này. Kéo tay ra. Thế. Tay còn lại ấy. Đổi thẳng vào mặt luôn. Nhớ chưa? Dạ. Nào. Chuẩn bị vụt đấy nhá. Giờ nắn bấm lên là phang đấy nhá. Nào. Ta đếm 1, 2, 3. Là ta bóp cò đấy. 1. 2. Ô. Cướp vô ra ngoài. Ôi trời. Ôi trời. Ông ơi, sao tự nhiên có con cô dâu ở đâu rơi vào đây này? Này, của ông à? Không, của ông à? Hình như là của tôi đấy. Này, ôi trời, này, đưa đi vào hậu tốt. Này, mặt con này nó toàn hóa chất. Không ổn đâu, thôi thả nó xuống đi. Thả nào. Của tôi thả. Cái gì đấy? Hai bác cho cháu xin lại cô dâu vậy ạ. Cô dâu nào? Đây ạ. Vẫn cô dâu nào của mày? Đấy là của ông này nhé. Bà là nhặng đòn nhờ. Tích. Đừng giả. Cá vào ao nhà đứa nào đứa ấy được. Đúng rồi, tránh cho tao vào tao đi đi. Rồi hai bác cho cháu xin lại vậy ạ. Không được là không được nhé. Ai? Có cái gì đấy? Hai thằng già này. Hả? Của ông à? Dạ. Dạ thưa anh, không phải của em ạ. Của ông à? Không. Không phải thì định làm gì đấy? Dạ. Em xin lỗi. Thế thì của các anh thì... Thì các anh cứ nhặt ra đi chứ có vấn đề gì đâu. Tự nhiên em cứ nhảy vào xe của em. Thôi ông nhặt nó ra đi. Cầm ra. Bẩu lắm. Làng tao gái như thế này. Đây thì toàn hóa chất đi. Bẩu ấy. Dạ. Đi không? Đi đâu? Chơi không? Đấu đầu à? Đấu đầu à? Cái loại như chúng ông này này thì nó mới hiếm nhá. Chứ còn cái loại như chúng mày ấy nhá, xã hội này đầy nhá. Hả? Tại sao người chỉ tôi? Tôi chỉ không bao giờ. Tôi có biết thế nào là chó cùng với nhau không? Ôi! Hết bà nó sang rồi. Ôi trời ơi, em xin thề bác ạ. Bọn em không có ý định bỏ chạy đâu ạ. Các bác tha mạng cho bọn em ạ. Dạ bác ơi, hai bác này. Ngay sau đây bọn em sẽ quay lại chở đủ 50 tấn phế liệu như đã cam kết. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, em xin thề bác ạ. Ok hai bác. Hai bác có phải là tích sự không nào? À không. Ở đây chả có ông nào tích công sự cả, không ạ? Không ạ? Thôi ông ơi, đến nước này thì đừng có chối nữa, không thôi lại thêm tội đấy. Cứ khai thật đi để hai bác cái khoan hồng, bác nhỉ. Dạ, em là Tích, còn thằng này đúng là thằng Sự đấy ạ. Ôi giời, thế thì may quá. Dạ, vâng. Chúng em là bên lò mổ. Tiến tới là chúng em mở mấy cái trung tâm hoạn lợn. Chúng em muốn nhờ các bác mấy cái biển quảng cáo ở sân khấu thi hoa hậu của các bác đấy. Hả? Quảng cáo à? Vâng. Thế mà tại sao chúng mày lại đuổi chúng ông như đuổi phạm thế à? Đâu, em có đuổi các bác đâu. Đấy là các bác tự chạy đấy chứ. Hả? Từ đầu như thế nào mà anh em mình lại chạy ấy nhỉ? Như thế nào nhỉ? Không hiểu. Cặp mũi đang mài dao thế kia, chắc là anh em mình lên thớt rồi. Bây giờ làm nào? Quay đầu chứ làm thế nào nữa? Nhưng quay đầu đi đâu?
anh em mình tạm lánh đi đâu đấy một vài năm, khi nào nó yên yên rồi ta tính tiếp ông ạ. Đi. Quý giời ơi. Đây rồi. Nói mẹ tôi. Sao? Nói mẹ tôi. Cứ ba đang mày sao? Tôi nhìn thấy hai ông thậm thụt lén lút về đầu làng rồi tôi phải bám theo ngay. Đi vào đây tôi trình bày ý tưởng này đi. Không được. Này, ông đừng có mà xui dại nhé. Sao? Bọn tôi vào để mà mất giống à? Đấy, thấy chưa? Yên tâm, tôi quan hệ với vợ hai ông hay lắm. Hả? Ừ, tôi can thiệp được. Đi. Quan hệ tốt à? Này, nhưng mà ông hoàn toàn chịu trách nhiệm đi nhá. Bé bé cái mồm tôi. Nếu có thảm họa gì xảy ra, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đi. Hả? Đi. Đi. Ôi giời. Đây. Tôi đã bắt được hai ông về để biếu các bà đây. Thôi nhé. Thôi. Lại còn dám rắc mặt về nhà hả? Thôi nào. Tuy rằng là các ông ấy có lỗi với các bà, cho nên là các ông ấy đã xin lỗi tôi rồi. Xin lỗi rồi. Thì vấn đề là người ta nhận ra lỗi thì thôi, thì cố chấp làm cái gì? Mà thôi đi. Như tôi đã bàn với các bà ấy, bây giờ tôi sẽ phổ biến cho các ông nhé. Tôi đã lĩnh hội cái format là hoa hậu mở rộng của các ông. Thế nhưng mà tôi đã sáng tạo đổi tên thành hoa hậu quê ta trong trang phục quê hương. Đấy. Úi giời ơi, chính quyền nhất trí ba con ủng hộ mà thí sinh hồ hởi phấn khởi lắm. Úi giời ơi, ông này phải công nhận là ông quá giỏi. Bọn tôi đang bấn loạn không biết giải quyết như thế nào. May mà công giúp. Mà cái này mới quan trọng đây này. Nhưng tiện đây thì tôi cũng nói luôn. Tôi chính thức mời 4 vị ngồi cùng với tôi trong hội đồng ban giám khảo. Quý vị có nhất trí không? Ông có nhất trí không? Ý ông thế nào? Đến nước này thì tôi cũng bèn phải nhất trí thôi. Thì đã đến nước này thì tôi cũng bèn phải theo ông. Cái ông này lạ nhỉ? Thế bèn là bèn thế nào? Tóm lại là có nhất trí không? Nhất trí! Thì vỗ thôi. Không nốt đi thì còn họp. Đại nghe rồi em khóc. Nên một tí nữa rồi nó mới hết nỗi niềm. Úi trời ơi, nụ ơi, anh bắt em rồi. Nụ ơi. Bảo sao cả lũ chúng mày đều là một lũ ế vợ. Bây giờ thế này nhá, tất cả chúng mày phải đoàn kết yêu quý nhau như anh em trong nhà. Như thế mới có thể giữ được cái làng. Chúng mày hiểu chưa? Bây giờ chúng mày thống kê lại tất cả cho tao. Còn bao nhiêu gái làng và đứa nào cần tu tạ và bảo vệ. Ý đại ca nói túm lại là anh em mình là vô học. Nhưng mà mình phải ứng xử mình là người có học. Đúng. Thế thì với cái bọn giải phẫu nó nhục. Đúng. Đại ca à? Đúng. À, chào các kiều nữ trên đất. Cho anh bắt tay các em một cái. Chịu khó đấy chú mày. Cho tao xin lỗi nhá. Bạn trai mới à? Gia cảnh thế nào? Phấn khích thế. Nhà mặt phố, bố làm to, con nhà thiếu gia có điều kiện. Được chưa? Ui. Anh ơi. Anh cho em mua lệ phí vào làng ạ. Thế ông tưởng ông chuyển phương tiện từ 4 bánh sang 2 bánh là ông trốn được phí phòng. Em với Hương, hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu. Ngày hôn lễ
không đòi mùa én hát, nhưng nó đòi em Kia Morning 2012. Đi hát đi. Thế thì mày phải hát một bài thì tao mới tồi mà nè. Nè. Dạ, hát bài gì ạ? Thì mày cứ hát toạc cái chuyện tình của mày với con chim nhà thể ở Núng Nơ Núng Đã. Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, tưởng không bao giờ gặp nữa. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm đêm nghẹn ngào. Thế mày làm như thế nào? Hả? Nào? Mày định đến như nào? Đã thế, tôi không trả nữa. Các anh làm gì nào? Ôi. À, con chó này. Bố mày bắt đầu tình yêu mày rồi đấy. Mày đừng tưởng mày tan phố mà mày thích đố tai nàng à. Mày tưởng mày đàn đầu mày bắt nạt người nghèo phải không? Bọn ông bị cướp cái nàng quá nhiều rồi. Đúng. Anh em đâu? Có. Mùng lên. Cùng lên. Mùng lên. Mùng lên vào đi. Danh tử. Thằng chó đó. Riêng hôm nay bọn bố không cho mày ăn đòn thì bọn bố không làm bố mày luôn. Anh em đâu? Yêu tao đi. Thái con. Vũ khí đâu? Vũ khí đâu? Mày. Em thoát lộ vào rồi. Ra anh vào đi. Con chó này. Bố mình điên lắm rồi. Con chó. Con chó này. Ôi trời ơi. Chẳng phải ngu thế. Tông môn là chúng mày chạy chết cả đi đâu đấy? Thằng chó mày, bố mình điên lắm rồi. Ai rùi thằng chó này, thằng chó này mày nớ mật bố mày đó. Ui rồi, làm quan rồi. Ôi, thằng cóc mỏng kia, mày không ở nơi đây mày yêu nó, mày còn lên đây làm cái gì? Chào kính chúc một nhà gặp